<cười> <cười> Xin chào tất cả các em siêu quý <laughs> Các em thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái buổi học đó là chữa cái đề thi uh, mẫu kỳ thi đánh giá được Đại học Quốc gia thành Phố Hồ Chí Minh nhá Rồi, thầy, thầy chào tất cả các bạn đang mặt trong buổi live ngày hôm nay các em vào đi Trong đợi thầy một tí nhé, để thầy Thầy đang like trên nhiều nhiều nền tảng quá đâm ra thầy Thầy phải vào đây, thầy xem được cái comment ở đây Gì nhỉ? Đợi thầy một tí để thầy xem nào. Đây, 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 đây. Ok, đây rồi. Để cho nhỏ tiếng lại. Rồi, ok, các bạn nghe rõ không? Rồi, thầy chào Thanh Sang này, thầy chào Phạm Nguyên, thầy chào Hồ Nguyên, thầy chào Khánh Vinh. Thầy chào Nguyễn Phúc Thanh, thầy chào Hộ Nguyễn Hồ Đạt, chào Quang Minh Đinh, chào Công Tâm. Uh, một ca mắt có văn nghệ không thầy một ca mắt văn nghệ nhá một ca mắt sẽ văn nghệ vọng nha thầy ớ vọng à anh à, các bạn nghe các bạn nghe có bị vọng không các bạn nghe âm thanh bị vọng không? nay là thầy đang thử like theo kiểu như này các bạn nghe âm thanh có bị vọng không? nếu mà bị vọng thì thầy để vào thầy vào thầy chỉnh lại nào nếu bị vọng thì khả năng cao là tắt cái này đi ok chắc là hết rồi nhá rồi thầy uh, chào bùi dũng trí này thầy chào hoàng tuân thầy chào nguyễn như quỳnh thầy chào phạm nguyên thầy chào minh thư thầy chào nguyễn hành uh, chào văn thắng này chào uh, trần bảo ngọc uh, văn nghệ mở mà màn cho tiết học sôi động hơn đi thầy <laughs> được rồi để thầy tính nhá thôi nói chung là mở màn thì uh, thầy muốn uh, có đôi điều muốn nói chuyện với các bạn một tí đã nhá Đầu tiên là tất cả các bạn thả thầy một cái tim Cho nó có động lực, cho nó phấn khởi à, Tất cả các bạn thả cho thầy một cái tim Mỗi bạn đang có mặt trong buổi live hôm nay Các em thả thầy một cái tim là Sau đó các em comment sẵn sàng nhá Đến chỉ để nghe thầy hát thôi, ai à, thế à Rồi um, Chào Gia Huy, chào Yên Ninh Chào Quyền Ninh à, Chào Bùi Thị Lanh Chào bạn Nhật Tân, chào Lâm Hiếu Rồi. Thì uh, thầy tin là cái đề thi đối với các bạn nào ấy mà tham gia cái kỳ thi đánh giá năng lực của Đại Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh thì 100%, gần như 100% là các em đã ôn cái đề này rồi. Đây là đề thi mẫu. Đúng không? Đấy. Thế thì hôm nay thì uh, thầy cho ta cùng nhau coi như là cũng là một cái cách để review lại và từ đó thì chúng ta sẽ uh, đánh giá xem đề thi như thế nào và qua đó chúng ta sẽ có được những cái kinh nghiệm, những cái phương pháp học làm sao cho hiệu quả. Được chưa nhá um, Rồi các bạn vào đi Và thầy cũng thông báo thêm với các em một điều nữa Đó là sắp tới thì như các em đều biết là thầy sẽ gia nhập cùng với thầy Dũng Là gia nhập team Empire Đó để luyện thi đánh giá năng lực Và trước mắt, kế hoạch trước mắt là thầy sẽ tập trung vào cái khóa luyện đề Của đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội Đó, khóa luyện đề đánh ra được đều có gian hội của Empire Đấy chưa Còn tất cả các cái bạn mà đăng ký Empire thì sắp tới thì sẽ đồng hành cùng với thầy Đức Và trước mắt là thầy cũng đã trao đổi với thầy Dũng Thì sẽ có 15 năm đề đã Sau đó thì thầy còn luyện thêm các đề nữa Luyện thêm các đề nữa cho các em Nhưng mà tối thiểu là các em sẽ học tối thiểu min nhá Là 15 năm đề Đấy là cái mức mà tối thiểu Đó à, thầy nghĩ là nó sẽ rơi vào tầm 25 đến 30 đề tất cả À, đấy là đấy là nguyên phần toán thôi còn tất cả các đề chung thì khả năng là là sẽ có 15 đề đấy là cái mà thầy Dũng đã nói với thầy đó thì um, thầy sẽ gia nhập Empire để ôn thi đánh giá được và trước mắt là khóa luyện đề của đánh giá được Đại học Hà Nội. Nhưng hôm nay thì thầy sẽ chữa cho các em cái đề thi mẫu của đánh giá được Đại quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tại vì cái đề này thì thầy chưa chữa. Còn cái đề đánh giá được Đại học Hà Nội thì thầy đã chữa rồi. Ngay hôm mà có đề tham khảo đấy thì hôm sau thầy chữa. À tối hôm đấy thầy chữa luôn rồi. Và cái bài giảng chữa đề đấy thì vẫn còn. Không biết là các bạn có cần xem không thì uh, trên các nền tảng thì các bạn search cái là các bạn cũng sẽ ra luôn là chữa đề thi mẫu đánh giá được Đại học Hà Nội uh, thêm chữ đỗ văn đức nữa thì thầy tin thầy nghĩ là nó sẽ ra nhá thì hôm nay chúng ta tập trung vào cái phần toán học là phần 2 của cái kỳ thi đánh giá được đại quốc gia thành phố hồ chí minh hiện tại thầy đang nay trên ba lơi đâm ra là có hơi nhiều hơi nhiều cái hơi nhiều chỗ để đọc comment và bây giờ comment nhiều quá bây giờ comment nhiều quá đâm ra, đâm ra là thôi thầy cứ đọc comment của một số bạn ông thầy sẽ trả lời nhá và các bạn lưu ý là bạn nào mà đang xem buổi live ngày hôm nay thì các bạn giúp thầy uh, theo dõi buổi like này follow page thì các em sau này thì khi mà thầy Đức like thì các em sẽ nhận được thêm thông báo thì tốt nhất là các bạn nên follow page nhá thì các em follow thì khi ví dụ sắp này eh, sắp tới với thầy Đức like của cái page này thì các em sẽ nhận được thông báo tại vì đây chỉ là buổi mở màn thôi và sắp tới thì thầy sẽ còn like cho các em rất là nhiều các kiến thức liên quan đến đánh giá lực của đạo quốc hà nội này đạo quốc gia hà thành phố hồ chí minh này đó và có thể thêm đánh giá tư duy nữa của đại học bách khoa nhưng trước mắt là đánh giá được đại học đại hà nội và đại khoa và tp hcm cái đề thi mẫu của cái đánh giá được đại học hà nội và đề thi mẫu của đánh giá được đại học sư phạm thì ngay có hôm mà có đề là tối hôm đấy thầy đã chữa luôn rồi thì các em có thể xem tham khảo còn hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái đề thi mẫu của đánh giá được đại Hồ tp hcm và thầy sẽ đúng cái chuyên môn của mình thầy sẽ tập trung vào phần 2 toán học và các bạn cố gắng là theo dõi đầy đủ nhé nào bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn <laughs> bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhá Ờ, à, đúng rồi để tham khảo chính xác em nhá các bạn sẵn sàng các em comment thầy số 1 nào sẵn sàng comment thầy số 1 nào tất cả các em sẵn sàng comment thầy số 1 nào Ồ, hôm nay cũng đông nhở thầy cứ tưởng hôm nay <laughs> đề này là không đông lắm mà đông hết nhỉ tính ra là gần nghìn bạn xem cộng với cả đây là 400 nữa là nghìn ba bạn xem đông đấy chứ đông đấy nhá đây là rồi ngay sau đây cho nó bắt đầu luôn nhá <laughs> Nào, chúng ta cùng nhau đến với cái đề thi đánh giá năng lực đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, đề thi mẫu nhé Được chưa? Chúng ta cùng nhau đến với kỳ thi đánh giá năng lực đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, đề thi mẫu và phần 2 toán học. Và phần 2 chúng ta sẽ có tất cả là 31 30 câu các em nhá. Là từ câu 61 đến câu 90 các bạn lưu ý này. À, sau khi mà chữa xong thì thầy sẽ có một số cái đánh giá đề và từ đó định hướng học tập và ôn luyện cho các em như thế nào cho nó hiệu quả. Ngay sau đây chúng ta bắt đầu luôn nhá. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu số 61. Câu 61 chúng ta có bài toán như sau, các lớp chú ý này. Câu 61. Nào, một lớp học có tất cả các học sinh đều học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, trong đó 25 học sinh học tiếng Anh, 20 học sinh tiếng Pháp và 8 học sinh học cả tiếng Anh và tiếng Pháp thì tổng số học sinh của lớp đó là là gì? Được chưa? Thì bài này ý. về cơ bản thì các em hiểu nó có tư duy của sơ đồ ven thôi. Đó, thì đây. Các bạn quan sát này. Ví dụ đây là số học sinh học tiếng Anh. Màu đỏ đây đã là số số học sinh học tiếng Pháp. Các em có tất cả là 20 năm học sinh học tiếng Anh thì con số này là 2 năm học sinh. Và các em có tất cả là 20 học sinh học tiếng Pháp thì các em có 20 học sinh học tiếng Pháp. Và các em có 8 học sinh học cả tiếng Anh và tiếng Pháp thì ở đây các em có 8 học sinh tất cả. Được chưa? Có 8 học sinh học cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Rồi, và cái điều quan trọng ấy là cái lớp học này ấy, thì tất cả cái lớp học này đều học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, tức là ở đây sẽ không có bạn nào nằm ở phần ngoài, nghĩa là không có bạn nào mà không học tiếng Anh hoặc không học tiếng Pháp. Thì ở đây các em sẽ đếm xem tổng số học sinh của lớp học. Thì ở đây các em sẽ thấy được như sau, các em lấy tổng số học sinh của lớp học thì các em lấy tổng của phần này nó chứa bao nhiêu. Thì các em lấy tổng 25 bạn tiếng Anh cộng với cả 20 bạn tiếng Pháp. Nhưng mà cái phần giữa này các em đã đếm đi đếm lại nó hai lần, nên em phải trừ đi giữa. Thế về cơ bản thì nó sẽ là gì? 25 cộng với 20 trừ 8 được chưa? Thì con số này bằng bao nhiêu? Nó bằng 37. 37 các em chọn phương án à. A. Đó. Bạn nào mà muốn tìm hiểu sâu hơn, tức là bạn mà muốn học theo theo hướng là thưa thầy em muốn ra cái công thức hoặc là cách cách trình bày cụ thể cho em không muốn giải thích như vậy. Thì các em có thể giả sử như là các em các em hiểu cái công thức cộng ấy là số học sinh học tiếng Anh này. Được chưa? Cộng với số học sinh học tiếng Pháp này. Đó, cộng với số học sinh học tiếng Anh giao pháp À trừ chứ Trừ trừ Thì đây là công thức cộng thôi Nó là số học sinh học tiếng Anh hợp pháp Và tất cả học sinh học một trong hai thứ tiếng thì, thì À học ít nhất một trong hai thứ tiếng Thì rõ ràng là cái này Thì bằng Đây là công thức cộng thôi các em Như vậy ta suy ra được L của A hợp với P Thì bằng NA là 25 Cộng với 20 Trừ đi Trừ đi 8 bằng 37 Nói chung là rất là đơn giản thế thôi Nhá các em nhá Đấy đây là một cái bài toán cơ bản. chúng à, ta đến với câu số 62. Thì chúng ta có câu 62 như này. Câu 62 đó là đặt A thì bằng Noga cơ số 27 của 5. B thì bằng Noga cơ số 8 của 7. Và C bằng Noga cơ số 2 của 3. Thì khi đó Noga cơ số 12 của 3 thì bằng bao nhiêu? Thì thầy có lời khuyên cho các em này. Những cái bài như này ý, thì các em có 3 cái giá trị ABC và các em tính là tính theo ABC. Thì các em có hai cách, cách một là các bạn Casio luôn. Casio. Nhưng cách Casio thì không hướng đến, tại vì cái Casio thầy tin là bạn nào cũng làm được. Các em gắn này về A, gắn này với B, gắn này với C xong các em thử từng đáp án đúng không? Thì cái Casio bạn nào cũng làm được thì tạm thời mình gạt cái cách sai Casio sau sau một bên lắm mình nhá. Mình tạm thời mình gạt cái cách sai Casio sau ở bên và mình tập trung vào cái cách gì? Cách 2. Tại vì cái cách Casio đối với thầy thì nó chỉ là cái cách mà các em luyện tập khi mà các em đi thi thôi. Còn khi các em học ở nhà ấy, các em nên tìm tòi thêm một cách nữa để sau này giả sử đề bài có tham số thì các bạn cũng có con đường làm. Thì giống như kiểu là các em xử lý một bài toán mà các em cầm đằng chuôi ấy, các em cầm cái dao mà các em cầm đằng chuôi, tức các em sử dụng nó, các em biết cách sử dụng nó chứ không phải là các em cầm ở phía phía bên trên, đúng không? Thì bây giờ nhá. Các bài này các em để ý cái cơ số này, cái A27 thì tốt nhất mình không nên để đây. A của chúng ta sẽ bằng 27 bằng 3 mũ 3 Như vậy đó là 1 phần 3 nô ga cơ số 3 của 5 B của chúng ta 8 thì bằng bằng 2 mũ 3 Như vậy cái này bằng 1 phần 3 nô ga cơ số 2 của 7 Và cuối cùng C của chúng ta sẽ bằng nô ga cơ số 2 của 3 Đúng không? Đấy Và cái mà các em cần tính là tính cái gì? Nô ga cơ số 12 của 3 năm Và chúng ta nên tính cái này Chúng ta phải có một cái quy luật Tức là chúng ta có một cái nguyên tắc nào đó Để tính cho nó đơn giản thì nguyên tắc của thầy thường thường ấy là thầy sẽ đưa về cùng cơ số chúng ta thường 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 thầy sẽ áp dụng cái cái công thức này, là loga cơ số a của b thì thầy đưa về cái cùng cơ số là loga cơ số c của b chia cho loga cơ số c của a vấn đề là thầy chọn cái cơ số nào thì chọn thực ra nhá về nguyên tắc ấy là các em chọn cơ số nào cũng được cơ số 3 cũng được cơ số 5 cũng được cơ số 2 cũng được cơ số 7 cũng được các em nhìn các số nguyên tố này này các em chọn bất kỳ cơ số nào cũng được nhưng mà các em nên chọn cơ số nào để cái cái việc tính toán nó đơn giản thì đây thầy thấy cơ số 2 là cơ số ổn nhất này nó xuất hiện trong cả đây và cả đây. Nên tốt nhất là các em đưa về cơ số 2 đi. À, thầy phải nhấn mạnh với các bạn là кем kể các em có chọn cơ số 3, cơ số 5, cơ số 7 vẫn ok nhá. Nhưng ở đây thầy sẽ chọn cơ số 2. Được chưa? Thì các em sẽ có được cái loga cơ số 12 của 35 thì bằng gì? Nào, nó là loga cơ số 2 của 35 chia cho loga cơ số 2 của 12. Bước tiếp theo là các em nên phân tích số 3 5 và số 12 ra thừa số nguyên tố thì hai số này nó bé nên nó phân tích là dễ. Cái số nào mà to thì các em dùng Casio nhưng hai số này nó khá là bé. Thì về cơ bản thì các em nhẩm các em cũng ra được cái phân tích thôi. Nó là 5 x 7 này. Cái này nó là noga cơ số 2 của 2 bình phương nhân 3, được chưa? Đó, thì cái này nó bằng gì đây? Bằng noga cơ số 2 của 5 cộng với loga cơ số 2 của 7 chia cho đây là 2 cộng với noga cơ số 2 của 3. Rồi, bước cuối cùng là log cơ số 2 của 5 thì các em thấy là 2 của 3, 3 của 5 có rồi. Uh, à, cơ số 2 của 5 thì là Loga cơ số 2 của 3. Đấy nhá, thầy viết từ từ ra. Log cơ số 2 của 5 ấy thì bằng log cơ số 2 của 3 nhân với log cơ số 3 của 5. Thì 2 của 3 thì bằng C, còn 3 của 5 thì bằng 3. Đó thì thầy cứ viết từ từ ra nhá. Thì cái này bằng gì? Bằng 3C 3 ac Còn 2 của 7 đây là cộng với 3B. Đúng không? Và chia cho cái mẫu thức, mẫu thức của chúng ta là gì đây? mẫu thức của mẫu thức chỗ này là hai cộng với hai cộng ba cộng c đó thì đấy đấy là cái cách số 2 là cách tự luận và thầy có lời khuyên cho các bạn là các bạn nên làm theo cách số 2 nhá 3 c cộng ba b trên hai cộng c các em chọn phương án a à, các em chọn phương án c vậy thôi nhá các bạn chọn thầy phương án c thầy phải nhấn mạnh với các bạn một điều là bạn nào mà chưa follow page ấy thì à, bạn nào mà chưa follow kênh ấy thì các em nên follow tại vì follow thì các em sẽ nhận được thông báo và các em còn nhận được rất nhiều nhiều thông tin về cái kỳ thi đánh giá năng lực đánh giá tư duy nữa nhá và đồng thời là cả cả, cả các kỳ thi tốt nghiệp nữa thì các em follow thì đấy là cái điểm lợi cho chúng ta thì bạn nào mà chưa follow thì các em follow đi nhá được chưa rồi um, các bạn nào thắc mắc gì không để thầy xem các bạn có c đúng không rồi cảm ơn các bạn nhá các bạn comment đáp án cho thầy nhá thầy vẫn đang đọc comment đấy thầy vẫn, thầy thầy phải đảm bảo là thầy là một trọng giáo viên rất tích cực đọc comment hầu như thầy luôn luôn cố gắng để có thể rep được tất cả comment của các bạn thế nhưng mà thực sự là bây giờ hôm nay thầy không ngờ nó đông bạn xem như vậy thầy không nghĩ là hôm nay đông bạn xem như vậy đâu tại vì thầy nghĩ là cái 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 bài thi này thì chắc là các bạn cũng cũng đã làm rồi nên thầy không nghĩ là hôm nay đông bạn xem như vậy nên các bạn comment cũng khá là nhiều thì thầy sẽ chọn lựa một số cái comment để thầy rep nhá thì thầy thấy có một cái, cái comment rất là rất là rất là hỏi rất là nhiều là thầy không dạy ở map nữa ạ thực ra thầy và map uh, vẫn là các bên theo hướng là đối tác chiến lược, nghĩa là vẫn có những cái mối quan hệ rất là thân thiết và anh em vẫn rất là tình cảm, rất là gắn bó, thầy với thầy Ngọc Anh được chưa? Đó. Còn về mặt là, tức là vẫn hợp tác theo hướng là giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau, lẫn nhau. Đó nhá. Còn cái thông báo của thầy rời mát thì thầy, thầy nhớ là thầy đã thông báo rất là lâu rồi. Uh, thầy đã thông báo tức là thầy đã uh, thông báo khá lâu rồi, uh, nhiều bạn thì chắc là lúc ấy cũng cũng chưa để ý. Thầy thông báo khá là lâu rồi. Được chưa? Ở trước mắt là thầy chỉ dạy HSA hà, 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 trước đã nhá. Các bạn nào vừa hỏi bạn nào hỏi nữa thì cứ hỏi đi, thầy sẽ cố gắng để thầy rep hết các comment của các em. Thầy rap đi thầy. Chậm lại tí thầy ơi. <laughs> từ từ thôi thầy, nhanh quá. Vậy khóa IMOE của thầy ai dạy vậy ạ? Em ơi, thầy vẫn dạy mà em. IMOE của thầy đương nhiên là thầy dạy rồi, từ trước giờ thầy vẫn dạy mà nhé Câu số 63 biết rằng là giới hạn khi mà x tiến đến dương vô cùng của căn bằng 2 của a x bình phương cộng b x cộng 1 trừ đi x bằng 2 thì giá trị của p bằng a nhân b bằng gì? Thực ra là nếu mà các em để ý thì ở đây a không thể âm được đâu. A âm thì làm sao có, có chuyện x tiến đến âm âm vô cùng được? Nếu a âm ý, thì, thì a x bình phương cộng b cộng, cộng 1 điều gì xảy ra nếu a âm? Về cơ bản thì nó đồ thị nếu mà a âm nhá thì đồ thị nó là parabol như này. Parabol trúc xuống đúng không? Thì khi x tiến đến dương vô cùng ấy thì cái giá trị này nó tiến đến âm vô cùng thì a âm không được a âm thì âm vô cùng thì không tồn tại căn họ hay nói một cách đơn giản là a âm thì không tồn tại cái giới hạn này được chưa ở đây mình tập trung vào a dương thôi nhá rồi thế thì những bài như này các em nên nhân 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 đi hợp nhân đi hợp x tiến đến dương vô cùng đây đó các bạn để ý nào cái này x tiến đến dương vô cùng ấy thì cái này nếu mà a dương nhá khi mà a dương ấy thì cái này là tiến đến dương vô cùng cái này cũng tiến đến dương vô cùng như vậy hai cái dương vô cùng mà trừ đi cho nhau thì đây là dạng gì Dạng này chúng ta gọi là dạng vô định. Và dạng vô định thì các em học rồi. Các em sẽ làm nào bây giờ? Nhân hiệp lên nhá, ta có được với A Dương này. Thì các em sẽ có với A Dương nhá, thì nói luôn là với A Dương. Các em có được cái hai của chúng ta sẽ bằng lim khi x tiến đến dương vô cùng của cái này trừ đi cái này thì các em nhân hiệp lên. Các em nhớ cho thầy một điều là như này, nhân hợp B thì căn a Mà trừ đi b thì bằng a trừ đi b bình phương trên căn a cộng b, bạn nào không biết thì ghi vào nhá. Rồi cái này bằng gì đây? ax bình phương cộng bx xong cộng 1 trừ đi x bình phương, mẫu thức là căn bậc 2 của ax bình phương cộng bx cộng 1. Cái này nó cộng cộng x đúng không nhá. Rồi, cái này bằng lim khi x tiến đến x tiến đến dương vô cùng của gì đây? Của gì đây cả lớp? Nào, cái này là a 1 nhân với x bình phương cộng với bx cộng 1 chia cho mẫu thức là căn bậc 2 của ax bình phương cộng với bx cộng 1 xong rồi cộng với cộng với x thì rõ ràng một điều là như này này các em rõ ràng một điều là như này ở trên tử nếu mà a khác một nhé nếu mà a khác một ấy thì trên tử là bậc mấy bậc hai các em nhìn không nếu a khác một thì giả sử mà a khác một đấy thì trên tử bậc hai còn ở mẫu các em thấy đây bậc một đây là căn bậc hai của một cái bên trong là x bình thì đó cũng là bậc một mà thôi như vậy mẫu là bậc một vậy bậc hai chia bậc một thì nó sẽ tiến đến vô cùng nó dương hay vùng vô cùng hay âm vô cùng nó phụ thuộc vào dấu của a chỉ một tuy nhiên thì nói chung là a mà khác một thì không được a khác một thì chắc là nó sẽ tiến đến vô cùng a trừ một dương thì nó tiến đến dương vô cùng mà a trừ một âm thì nó tiến đến âm vô cùng không được hoặc các em có thể giải quyết tiếp bằng cách là các em chia cả hai vế cho x các em chia cả hai vế cho x cũng được nó bằng lim khi mà đây thầy làm này cho các em dễ hiểu này tại vì những bài như này ý, thì có những bạn làm rất nhanh tại vì các bạn làm quen rồi nhưng có những bạn lần đầu tiếp xúc ý, thì các bạn sẽ rất là chậm đó thì về cơ bản là các em chia cho x thì khi các em chia cho x ý, chia cho x ấy. chia tất cả tử và mẫu cho x thì tử dễ rồi cái mẫu thức x tiến đến vô cùng thì x kem cho vào trong căn thì là căn bậc hai của x bình phương đúng không thì kem cho vào trong căn nó sẽ là gì đấy a x bình phương trên x bình phương là a cái này là a này cộng b trên x này cộng với một trên x bình phương cộng với cộng với một đấy kem chia cả tử mẫu cho x thì các em thấy là x tiến đến vô cùng thì điều gì xảy ra cái này tiến đến không cái này tiến đến không cái này tiến đến không thế nên x tiến đến vô cùng ấy chỉ cần cái ông a này khác một thôi mẫu thức của chúng ta tiến đến một cái giá trị là căn là a cộng một tử thức tiến đến một cái giá trị chỉ cần a khác một thôi thì ngay lập tức nó sẽ tiến đến vô cùng các em thấy không nên để mà cái này nó tiến đến hai thì 100% phần trăm a phải bằng một đấy a phải bằng một nhá a mà khác một thôi cái a khác một thì điều gì xảy ra a khác một thì mẫu thức là tiến đến căn a cộng một không được rồi không ổn rồi không ổn rồi đấy tử thức là tiến đến gì tử thức là tiến đến a trừ một nhân với x xong cộng cái này không này cộng b thì cái này tiến đến vô cùng ngay lập tức A 1 dương thì là tiền đến dương vô cùng Và A 1 âm là tiền âm vô cùng, không ổn. Như vậy thì rõ ràng 100% là A phải bằng 1 nhá. Đấy thì nhấn mạnh cho các bạn tại sao bằng 1 là vì lý do đấy. Vậy để mà như vậy A phải bằng 1. A bằng 1 thì ngay lập tức các em sẽ có được nim khi mà x tiền đến dương vô cùng. Nó của cái gì đây? Của cái này là B này cộng với 1 trên x này. Nên căn bằng 2 của 1 cộng 1 trên đây thầy cứ làm từ từ ra. B trên x cộng với 1 trên x bình phương. Thực ra mấy bạn này có công thức nhanh đấy các em. Đó, nó sẽ bằng gì đây? Bằng B phần 2. Và cái này bằng 2, ta suy ra B bằng 4. Vậy A bằng 1, B bằng 4. Nên A nhân B của chúng ta bằng mấy? Bằng 4 nhá. Thì các em chọn thầy phương án là phương án A. Đó. Bài này nếu mà bình thường, nếu mà đề bài ấy, người ta cho x tuyệt âm vô cùng ấy, thì người ta hay dùng dấu cộng. Thì các em cũng nhân đi hợp thôi, nhưng mà nếu x âm vô cùng thì nó sẽ khó hơn một tí. Nhá. X tuyệt âm vô cùng thì nó sẽ khó hơn một tí. Thì đấy là câu số 63. Và thầy đánh giá câu này cũng là câu bình thường, không khó lắm. Nói chung là câu dễ. Ok. Thầy thấy câu 64 này thì dùng Casio một phát cho nhanh luôn nhỉ? Những câu kiểu như câu 64 thì dùng Casio cho nó nhanh. Thầy ơi bài này có tool dùng tool đạo hàm được không ạ? Bài 64 này thì dùng được nhá. Bài 64 này các em dùng Casio cho nhanh. Câu 64 cho hàm số fx thì bằng căn bậc 2 của 2x bình phương trừ đi 2x cộng 1 thì đạo hàm của hàm số tại x bằng 1 là gì? thì theo thầy nghĩ là bài này ý, các em có hai cách để làm nếu các em làm ở nhà các em có thể làm theo hướng là các em tính đạo hàm bình thường sau các em theo kiểu là các em luyện tập về kỹ năng tính đạo hàm thôi cụ thể là các em thấy là f phải x bằng gì f x của chúng ta sẽ bằng gì đây nó sẽ bằng hai lần căn bậc hai của hai x bình phương trừ hai x cộng một nhân đạo hàm của tử là 4 x trừ hai tất nhiên các bạn làm như thế này cũng được như thầy khuyên các bạn này đối với cái bài toán này ý, thì trong vòng thi các em nên casio để bài yêu cầu các em tính f một đúng không trong vòng thi kem Casio và thầy đảm bảo Casio nó sẽ cái độ chính xác sẽ cao hơn đấy tại vì Casio nó ít khi kem nhầm lẫn linh tinh còn đạo hàm biết đâu mình lại tính nhầm thì sao đó nó chỉ này thôi mà kem ấn này tại vì nó nó chết enter một cái xong một đó kem thấy mà một phần nó là một thôi được chưa thì Casio nó nhanh hơn đó, đi thi những câu này thì chúng ta gọi nó là những câu cho điểm đề thi thì kiểu gì cũng sẽ có những câu cho điểm không thể tránh khỏi được thậm chí là câu 65 cũng là câu cho điểm để đề thi sẽ có nhiều câu cho điểm đấy các em ạ. Rồi. Các bạn cứ yên tâm để tí nữa sau khi mà chữa xong thì thầy sẽ có một cái đánh giá tổng quan và từ đó thầy sẽ định hướng học tập cho các em. Nhá. Nào câu 6 năm này cho hàm số y bằng f(x) xác định trên r và có f' thì bằng x nhân x cộng 1 tất cả mũ 3 nhân x 2 tất cả mũ mũ 5. Thì số điểm cực tiểu của hàm số là gì? Thì để bài yêu cầu các em tìm số điểm cực tiểu thì bản chất là các em xem xem là f' của chúng ta ấy đổi dấu từ âm sang dương bao nhiêu lần đúng không? Thì tốt nhất những bài như này các em vẽ một cái trục số ra. Được chưa? Ở đây có ba điểm đặc biệt, lần lượt ở cái điểm là âm -1, 0, 2 thì các em điền này là âm -1 này, 0 này, 2. Đây là x này, đây là f này. Thì các em thấy là nghiệm x và âm -1 nghiệm bội lẻ và nghiệm x bằng 2 cũng là nghiệm bội lẻ thì các em để ý cái mũ 5 và mũ 3 này, đây là mũ 1 đương nhiên là nghiệm đơn này. Như vậy thì tất cả mọi thứ đi qua đây nó đều đổi dấu. Các em thấy x thuộc khoảng từ 2 đến vô cùng, ví dụ x bằng 1 tỷ đi nhá x một tỷ thì cái này dương cái này dương cái này dương thì nó sẽ mang dấu dương nên kem điền dấu dương ở đây và kem đan dấu hết mọi thứ âm dương âm nên f của chúng ta sẽ như nào đây? nghịch đồng nghịch đồng và đề bài yêu cầu kem tìm số điểm cực tiểu đúng không thì kem có hai điểm cực tiểu này kem đúng không thì bài này cũng là bài ấy, cho điểm cho nó gọi những bài này là bài ấy, cho điểm nhá được chưa đấy thì đó là những bài cho điểm rồi tiếp theo là câu số 66 câu 66 số, số đường tiếp cận của đồ thị hàm số này là gì <laughs> các bạn nhớ này với bối cảnh hiện tại là các em phải tìm cả tiệm cận xiên Nhớ chưa? Các bạn nghe này, thầy nói lại một lần nữa nhé Là các em phải đi tìm cả tiệm cận xiên Chúng ta phải đi tìm cả tiệm cận xiên nữa Chứ không phải là chúng ta tìm mỗi ngang mới đứng đâu Các em phải tìm cả tiệm cận xiên Tại vì bây giờ là chương trình mới là có tiệm cận xiên Nên các em phải tìm cận xiên, tiệm cận xiên Thì bây giờ tìm tiệm cận xiên kiểu gì? Thì đầu tiên mình sẽ nói về cái vấn đề về Ngang với xiên là nó đi đôi với nhau Thì bài này các em để ý này Ở đây nói về ngang trước đi thì nói về ngang trước nhé để mà tìm tiệm cận ngang lúc nào chúng ta cũng quan tâm đến hai cái giới hạn x tiền dương vô cùng và x tiền âm vô cùng thì các bạn nhận ra một điều là khi mà x đến dương vô cùng hay x tiền âm vô cùng đi chăng nữa thì cái bậc cái 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 bậc của tử và bậc của mẫu bậc của tử là bậc một bậc của mẫu bậc hai nó nhỏ hơn hoặc em có thể chia cả tử và mẫu cho x bình phương cũng được hoặc là các em làm nào cũng được nhưng mà miễn sao các em thấy bậc tử nhỏ bậc mẫu đó có một cái mẹo để có thể làm nhanh những bài toán này khi mà x tiến đến vô cùng ấy là các em cho y nó sẽ tiến đến cái giá trị gì đó những cái số x bình phương ở đại diện cái số này rất là to đại diện số này rất là to còn những cái số này là bé bé thì các em bỏ đi những phần bé bẻ bỏ đi những cái thứ bé ngày xưa thầy hay gọi cái phương pháp này gọi là gọi là gọi là bỏ những cái số to thì các em để lại nhá những cái số bé thì các em bỏ đi những cái số bậc bé thì em bỏ đi khi x tiền đến vô cùng ấy thế này nó sẽ là bằng trị độ của x trên x bình phương và khi x tiền đến dương vô cùng nó tiền đến x trên x bình phương x tiền âm vô cùng nó tiền đến âm x trên x bình phương tóm lại nó đều tiền đến đều tiền đến không hết tóm lại đều tiền đến không nói chung là bài này thì, ý, nó khá là đơn giản nên tiệm cận ngang có một tiệm cận ngang duy nhất đó là y bằng không được chưa bài này thầy tin là đứng thì cũng dễ thôi nhưng vấn đề là xiên thầy hỏi cái lớp này thế nếu mà các em tìm tiệm cận xiên thì sao xiên thì điều gì xảy ra nếu như mà các bạn muốn đi tìm tiểu cơ xiên thì 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 what happen điều gì xảy ra nào nếu mà các em tìm tiểu cơ xiên thì sao nào theo các em nếu mà tìm tiểu cơ xiên thì sao theo các em nếu mà tìm tiểu cơ xiên thì điều gì xảy ra điều gì xảy ra nào các bạn nghe kỹ này nếu mà tìm tiệm cận xiên ấy thì về cơ bản ấy các bạn hiểu là một cái đồ thị hàm số nhá tiệm cận xiên của đồ thị hàm số thì khi mà x tiến đến vô cùng ấy thì fx cũng sẽ tiến một cái giá trị là ai cộng b nào đó tiến đến một cái 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 giá trị ấy của b được chưa và nếu mà a dương thì đương nhiên ấy cộng b tiền đến dương vô cùng a âm thì nó sẽ là ấy cộng b tiền âm vô cùng kiểu kiểu như này được chưa ok thế thì bây giờ khi mà x tiến đến dương vô cùng thì y tiến đến không rồi thế các em để ý đây làm gì mà có xiên làm sao mà có câu chuyện có xiên được đây này các em để ý là khi mà x tiến đến dương vô cùng thì y tiền đến không đúng không khi x tiến đến âm vô cùng thì y cũng tiền đến không rồi như vậy trong cái khoảng vô cùng của nó làm sao mà tiền đến một người ta trị x cộng b nào đó được nên không có xiên tại vì lý do là mình đã có hai cái ngang x tiến dương cùng y tiến không x tiến âm cùng y tiến không thì chắc chắn là không có tiệm cận xiên cẩn thận này sinh ra một số bài có tiệm cận xiên là thôi mà mình vẫn chủ quan là sai đấy nhưng bài này thì không có tiệm cận xiên đâu được chưa đã có x tiến dương cùng x tiến âm cùng rồi. chỉ sợ nhất là x tiến dương cùng y vẫn có thể tiến dương vô cùng thì lúc ấy mình phải để ý đến xiên nhá đó đi thi mà các em gặp những bài toán mà người ta cố tình cho xiên là các em hết sức chú ý còn đứng ở đây thì cũng là đơn giản. Đứng ở đây cũng là đơn giản. Ở đây các em thấy là có hai cái ứng cử viên cho vị trí tiệm cận đứng là x tiền đến 2 và x tiền âm 2 x tiền đến 2 và x tiền đến âm 2 chỉ có hai ứng cử viên này thôi thì các em thấy x tiền đến 2 thì cái 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 này là cái này căn 3 trên 0 đúng không cũng tiền đến vô cùng x tiền đến âm 2 thì cái này là gì x tiền đến âm 2 cũng là căn 3 trên 0 luôn này à không ừ, x tiền đến 2 là căn 3 trên ở à đâu dồi ôi trời ơi không phải x tiền đến 2 Ồ, oh, tí 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 nhầm tí nhầm tí nhầm tí nhầm. X tiến đến 2 thì đây là 2 bình là 4 này, trừ -8 cộng với 3. Ồ, oh, nó âm rồi. X tiến đến 2 thì cái này không xác định. Căn bậc 2 của x bình phương trừ đi 4x cộng 3 không xác định. Ok, không xác định nhá. Tí nữa là nhầm đấy. Còn x tiến đến -2 thì điều gì xảy ra? X tiến đến -2 thì cái này là Ồ, oh, xác định luôn. À, đây là x tiến đến -2 đây là 4 này, 4 cộng 8 cộng 3 đúng không? Nói chung là xác định luôn nhá. Thế đây là căn 15 trên trên 0 tiến đến vô cùng nên có một tiệm cận đứng duy nhất đúng nhỉ có duy nhất một tiệm cận đứng đó là gì? đó là x bảo âm 2 rồi ừ. vậy thì tổng kết nào cả lớp vậy có mấy đường tiệm cận lớp mình có mấy đường tiệm cận? kem sẽ có một tiệm cận ngang một tiệm cận đứng nên tổng cộng là các em có hai đường tiệm cận bài thầy chữa là khá là kỹ các em phải chú ý nhá nào một hàm số có thể có cả ba loại tiệm cận đúng rồi. Một hàm số có thể có cả ba loại tiệm cận nhá, cả ngang cả đứng cả xiên. Nhưng nếu mà nói về một hàm số y bằng x thì tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận xiên của chúng ta chỉ có thể tối đa là hai thôi. Nhưng tất nhiên là một hàm số có thể có cả ba loại tiệm cận nhé các em nhé. Thầy đấy ví dụ này, đây có một bạn vừa hỏi thì thầy trả lời luôn. À, một hàm số có thể có cả ba loại tiệm cận. Ví dụ như là ngang đứng xiên. Thầy chỉ cần cố tình tạo ra ngang với xiên thôi đã, đúng không? sau đó thì cái đứng nó tự khắc đó nó, nó nó sẽ nhảy vào thôi đúng không đây thầy đây ví dụ một hàm số có thể có cả ba loại tiếp cận đây thầy sẽ vẽ bằng đồ thị Đây đây là đây là cái GeoGebra và thầy sẽ vẽ cái cái hàm số ra cho các bạn xem ờ, sao nó nát chậm này trời sao nó ở đây rồi hàm số có thể có cả ba loại tiếp cận thì thầy sẽ để hàm căn bậc hai của x bình phương cộng một à uh, chứa x. Nó ngang xiên rồi. Thêm tiệm cận đứng nữa cộng với 1 trên x 1. Ok nhá. Các bạn quan sát được hàm số này sẽ có cả 3 loại tiệm cận này. Đầu tiên là tiệm cận ngang là y bằng 0. Tiệm cận xiên là y bằng 2x. À? À, âm -2x, âm -2x. Tiệm cận xiên là y và âm -2x. Và tiệm cận đứng là x bằng 1. Đây các bạn nhìn này. Cái hàm số này này nó sẽ có cả 3 loại tiệm cận. Này. Đây, cái hàm số này này. Đó. Đó nó sẽ có cả ba loại tiếp cận luôn nhá. Tiên là y bằng 2 âm 2x, ngang y bằng 0. Đó các bạn chú ý, nó sẽ có cả ba loại tiếp cận luôn. Nên cái việc là một hàm số có cả ba loại tiếp cận là chuyện bình thường. Nhớ chưa nhỉ? Nhá. Nhá, ok. Thầy sẽ tiếp tục đến với cái câu tiếp theo. Nào, câu tiếp theo là câu số 60, um, 67 đến 69. Ừ. Câu số 67 đến 69 cả lớp chú ý này. Nào, đầu tiên chúng ta nó nói về câu 67 nhé. Yeah. Câu 67. <laughs> chúng ta nó nói về <laughs> câu 67. Câu 67. Thì trước khi nói về câu số 7 mình đọc đề này Cho hàm số fx thì bằng 2x mũ 3 Trừ đi 3 lần m cộng 1 nhân x bình phương Cộng 16 6 x cộng 11 ờ, uh, Với m là tham số thực Câu số 7 với m bằng 3 Thì giá trị lớn nhất của fx trên đoạn từ 0 đến 3 là cái gì Câu 68 là với Hàm số y bằng fx nghịch biến trong khoảng từ 1 đến 3 Khi và chỉ khi nào và câu 69 là đường thẳng y bằng 1 cắt đồ thì hàm số y bằng x tại hai điểm phân biệt có hành độ lớn 2 khi và chỉ khi nào. Thì ở đây các em xét cho thầy cái f đi. Dù sao cũng tính đạo hàm. F'x của chúng ta sẽ bằng 6x bình phương Trừ đi 6 lần m cộng 1 nhân x Cộng với 6m Các bạn thấy ngay được cái này có thể phân tích nhân tử được này Đúng không? Cái này là 6 lần ờ, uh, Đây là x bình phương trừ đi x Trừ đi mx đi Trừ đi x cộng m Đó các em phân tích nhân tử được nhé Cái này là 6 lần x nhân x trừ m này Đó trừ đi x trừ m Đúng không? Thì cái này bằng 6 lần x trừ 1 nhân x trừ m Tuyệt vời đúng không? Ok. Thì đầu tiên mình nói về câu 67 này. Câu 67. Câu 67 là với m bằng 3 thì giá trị lớn nhất của hàm số fx trên đoạn từ 0 đến 3 là gì? Thì các em xét với m bằng 3 nhá, với m bằng 3 thì mình có điều gì xảy ra? Nào f phẩy của chúng ta ấy thì bằng 6 lần x 1 nhân với x trừ 3. Thì cái giá trị lớn nhất của hàm số fx trên đoạn từ 0 đến 3 là gì? Thì các em có, có thể thấy là như này. Uh... Trên đoạn từ 0 đến 3 0 đến 3 đây thì 1 đây F phẩy bằng 0 đây Âm đây Dương đây đúng không F Rồi giá trị lớn nhất của hàm số Fx trên đoạn từ 0 đến 3 Thì các bạn nhìn vào đây thì các em thấy ngay trong khoảng từ 1 đến 3 Thì F nó mang dấu âm Và trong khoảng từ 0 đến 1 thì F mang dấu dương nhá Thì mắc của Fx trên đoạn 0 3 Mắc của Fx trên đoạn 0 3 thì bằng F1 F1 các em thêm x bằng 1 vào nó hơi vất vả một tí nhưng phải chịu ra, chịu thôi. 2 trừ đi 3 nhân với m bằng 3. m bằng 3 thì cái này là 4 này. cộng với 6 nhân với 3. xong cộng với 1. Thì cái này bằng bao nhiêu? 2 trừ đi 12 là âm -10, Âm -10 cộng 19 là còn 9 nhá, còn 9. Như vậy giá trị lớn nhất của chúng ta sẽ bằng 9. Các em chọn B, được chưa? Nhá. Đó thì với m bằng 3 thì giá trị lớn nhất bằng 9. Nào câu 68. Hàm số f(x) nghịch biến trên khoảng từ 1 đến 3 khi và chỉ khi nào? Ok Thì các bạn thấy câu 68 của chúng ta như này Câu 68 Hàm số fx nghịch biến trên khoảng từ 1 đến 3 Nhá, Thì bài này có nhiều cách lắm Lưu ý là bài này có nhiều cách Thầy phải nhấn mạnh bài này có nhiều cách Những cái bài kiểu như này ý, Thì các em có rất, rất nhiều phương pháp để làm Thì ở đây thầy sẽ đưa cho các em một cách thôi Tại vì các em thấy là như này này F x của chúng ta ấy thì bằng 6 nhân với x 1 nhân x m. Đúng không? Đó. Thế thì rõ ràng kem sẽ có 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 ba hướng của fx đó là đây đây là một này nếu mà m lớn một thì nó sẽ như này một m đây đó thì x f phẩy của chúng ta sẽ bằng không không đây dương âm dương đấy đây là nếu mà m lớn một nhé thì nhấn mạnh nếu mà m lớn một thì nó sẽ trông nó sẽ như này m lớn một thì nó sẽ như này còn m nhọn một thì sao m nhọn một thì nó vẫn như thế thôi nhưng mà nó khác ở cái chỗ là các em đổi vị trí của cái một với cái M này cho nhau. Đó, đây, M1 này. Và cuối cùng nếu M bằng 1 thì sao? M bằng 1 ấy, thì F phải của chúng ta là x 1 bình phương. Thì nó sẽ như này. M bằng 1 nhé. Thì này bằng 0, cái này dương, dương. Thế nên để mà Fx của chúng ta nghịch biến trên khoảng từ 1 đến 3. Các em nhìn này, trên khoảng từ 1 đến 3 thì nó có cơ hội nghịch biến này. Trên khoảng từ 1 đến 3 thì nó chắc chắn là sẽ đồng biến. Trong cái chập này nó chắc chắn đồng biến này cái khoảng từ 1 đến 3 thì không có cơ hội nghịch biến luôn. Tất cả mọi thứ đều dương, hàm số Fx thậm chí còn còn đồng biến trên R luôn ấy nhá. Nên để mà nó nghịch biến trên khoảng từ 1 đến 3 thì đây là cái cơ hội duy nhất. Đây là cái cơ hội duy nhất. Đó. Đó, 1 đến 3. Thì để mà nghịch biến trên khoảng từ 1 đến 3 thì rõ ràng F nó phải âm với mọi x thuộc khoảng từ 1 đến 3. Tức là các em cần có khoảng từ 1 đến 3, nó là khoảng con của khoảng từ 1 đến M. Đó. Thì điều kiện ở đây là gì? Cái số 3 ấy nó phải nằm trong ấy nó phải bé bằng m thì nó mới âm chứ khoảng từ 1 3 được. Thì điều này chỉ xảy ra khi và khi bé bé bằng m. M bằng 3 ok nhá, m bằng 3 thì vẫn là nghịch biến khoảng từ 1 đến 3. Thì m bằng 3 ok. Như vậy m lớn bằng 3. Và câu hỏi của bài toán này, à đây các em chọn m lớn bằng 3 là chuẩn rồi. Các em chọn D nhá. Thì đấy, đấy là cái con đường mà các em có thể đi. Đấy. Ngoài ra thì đối với cái bài toán này thì thầy cũng có thể nói thêm cho các bạn một số cái con đường khác. Ví dụ các em cô lập m. Hoặc là ví dụ như là các em dùng cái bộ đề là với hàm số fx là hàm số bậc 3 với hệ số a dương. Thì fx nghịch biến trên khoảng từ alpha đến beta thì điều kiện cần và đủ là f phải tại alpha f phải tại beta lớn à, f phải tại alpha lớn bằng không và f phải tại beta. À, f phải tại alpha nhỏ bằng không và f phải tại beta nhỏ bằng không Tóm lại là cái câu 68 này có rất nhiều cách, thậm chí có những bài toán mà các em không cô lập mờ được, các em vẫn có thể làm được. Nhưng mà vì là bài này các em có thể phân tích được nên thầy muốn tận dụng cái phân tích nhân tử này để thầy làm thì thầy sẽ làm theo cách này nhá là câu 69 này đường thẳng y bằng một cắt đồ thiệm số y bằng x tại hai điểm phân biệt có hoành độ lớn 2 khi và chỉ khi nào đấy thì câu 69 các em lưu ý này câu 69 cái đường thẳng y bằng một nó sẽ cắt đồ thiệm số y bằng x tại hai điểm phân biệt thì các em xét cái phương trình hoành độ giao điểm đấy là cái tư duy đầu tiên tại vì cái đây là bài toán tương giao thì các em cần quan tâm đến phương trình hoành độ giao điểm là fx và đường thẳng y bằng một đúng không đó thì các em xét phương trình hoành độ giao điểm đi nhá nào phương trình hoành độ giao điểm của nó là gì đó là gì? Thầy xem lại để ở đây đã Như nào nhỉ? Ok, 2x mũ 3 này à, Trừ đi 3 lần m cộng 1 Nhân với x bình phương, đúng không? Xong cộng với 6mx Cộng 1, nó phải bằng 1 Thì cái phương trình này ý, nó tương đương với 2x mũ 3 Trừ đi 3 lần m cộng 1 Nhân với x bình phương, cộng với 6mx Thì nó bằng 0 Ở đây các em có thể đặt x làm nhân thể chung đi Cho còn 2x bình phương trừ đi 3 lần M cộng 1 nhân với x Xong cộng với 6M Rồi nó phải bằng 0 nhá Thì đây các em sẽ có ngay được là x bằng 0 Hoặc cái này bằng 0 Cái này thầy đặt là gx đi Nhá Cái này thầy đặt là gx Gx nó bằng 2x bình phương Thì đi 3 lần m cộng 1 Nhân x cộng với 6M Thì bằng 0 Và câu hỏi bài toán là gì đây Đường thẳng y bằng 1 cắt đầu thiệp số tại hai điểm phân biệt có hành độ lớn hơn 2 Khi và chỉ khi nào Thế nào cái x bằng 0 này chắc chắn là cắt nhau tại điểm x bằng 0 rồi nhưng x bằng 0 có hoành độ không lớn hơn 2. Nên các em cần tìm m, các em cần tìm m. Để sao cho cái phương trình là gửi x bằng 0 này này nó sẽ có hai nghiệm phân biệt lớn hơn hai Thì bài này thì các em có hai cách, có thể dùng VS cũng được hoặc là các bạn cô lập, nhưng mà theo kinh nghiệm của thấy ý, là các em cô lập nó nó đỡ bị nhầm. Các bạn cô lập thì nó đỡ bị nhầm và nó chuẩn hơn nhá. Thì các em có thể làm như sau hai nghiệm phân biệt lớn hai thì các em có thể làm như này các em cô lập đi nhá ta xét cho thầy cái đâu xét cho thầy cái gx bằng không nó sẽ tương đương với 2x bình phương này trừ đi 3x này à, bằng 3m thầy chuyển sang là x 2 thầy viết tắt hơi hơi tắt đoạn này nhá các em nhá. Thực ra bản chất là các em chuyển về đổi dấu thôi. Nhá, thầy viết hơi tắt đoạn này một tí. Thì cái này tương đương điều gì? Đó, nó sẽ có đây nhá. Có hai nghiệm phân biệt lớn hai có hai nghiệm phân biệt lớn hai đúng không cái phương trình này phải có hai nghiệm phân biệt lớn hai tức là các em sẽ có cái phương trình là hai x bình phương trừ đi ba x chia cho x trừ hai nó bằng ba m đó nó phải có hai nghiệm phân biệt lớn hai đúng cả lớp nó phải có hai nghiệm phân biệt lớn hai nhá rồi thế bây giờ các em sẽ làm gì bây giờ các em khảo sát hàm số này thôi gọi hàm số này làm hàm số hx hàm số này là hàm hx và các em khảo sát ra ra các em tính đạo hàm nó ra tính đạo hàm nó ra để các em khảo sát nó hơi 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 vất vả một tí nhưng mà nó cũng là con đường đi khá là hiệu quả thì các em thấy h phải x bằng gì các em tính được ngay nó là 6x bình phương trừ đi 24x cộng 18 thầy đọc luôn kết quả nhá chia cho uh, à, xin lỗi các bạn cái này nó là gì nhá Ừm, uhm, thôi rồi bạn ơi, các bạn đợi các bạn đợi thầy mình đi nhá để đợi thầy đi đúng không 2x bình phương trừ đi 3x trên x trừ 2 à? Ok. Nói chung là các bạn trong phòng thi thì các em chịu khó tính đạo hàm bình thường nhá. sao không nên đây? Đó, 2x bình phương trừ 3x. Chưa cho. Thầy dùng tool tí nhá. Còn trong phòng thi các bạn cứ tính tay thôi. Tool đầu bên đây đấy. Biết thầy tính đây nhanh. Mạng bây giờ này hơi chậm chưa thấy nên nhỉ chưa thấy nên đây rồi ok nó là hai lần x bình phương trừ bốn x cộng ba chia cho mẫu thức của chúng ta là x trừ hai thứ bình phương rồi nhá rồi thế thì nó bằng hai nhân với cả x trừ một nhân x trừ ba chia cho x trừ hai tất cả bình phương và các em tập trung là tập trung vào khoảng từ hai đến vô cùng mà thôi Đó Thì các em thấy là cái hát phẩy của chúng ta sẽ Không xác định tại cái điểm này này Nó sẽ dương ở đây À nó bằng 0 tại x bằng 3 Nó sẽ dương ở trong khoảng từ 3 đến dương vô cùng nó dương Ở trong khoảng này nó âm H của nó sẽ nghịch biến đây Đồng biến đây X tiến đến dương vô cùng nó tiến đến dương vô cùng nhá X tiến đến 2 thì nó cũng tiến đến dương vô cùng Và x tiến đến 3 thì nó bằng mấy X tiến đến 3 thì em thay vào thì bằng 3 Đúng không nhỉ? À không, 3 thay vào 2 x 3 bình 18 này, 18 mà trừ đi um, trừ đi 9 là còn 8, à 9 này. 9 mà chia cho 1 ô oh, bằng 9 luôn nhá. Ok thì vậy thì mình sẽ có được để mà có hai nghiệm phân biệt thì đường y 3m nó phải cắt hai điểm phân biệt. Thì đường y, bằng 3M, thì đường y bằng 3m đây nó phải cắt hai điểm phân biệt. Vậy điều kiện để có hai nghiệm phân biệt là gì? Đó là 3m phải lớn hẳn 9. Nhá, không có bằng đâu nhé các em nhá, bằng là nghiệm kép đấy. Rồi, thì cái này tương đương với m của chúng ta sẽ lớn hơn mấy? Lớn hơn 3. Vậy các bạn sẽ có được đáp án là m lớn hơn 3. M lớn 3 thì các em chọn cho thầy cái đáp án gì đây? Đáp án là A. A nhá. A nhá các em nhá. A. Đáp án là A. Đó thì đây là một bài toán mà các bạn có thể thấy là nó là bài toán um, có tham số đúng không? Và cái dạng toán có tham số này nếu mà các em ôn thi tốt nghiệp ấy thì năm nay thì rất là hạn chế. Nó không có mấy nhưng mà khi mẫu kem ôn thì đánh năng lực thì đề mẫu đánh năng lực thì vẫn cho nên các bạn cũng phải lưu ý nhá. Nó dạng toán có tham số, được chưa? Ok, thầy sẽ tiếp tục đến với cái câu tiếp theo. Đề này đề mẫu đánh năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhá. Một số bạn bảo đề ở đâu vậy thầy? Em ơi, đề đánh năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhá. Các bạn nào thắc mắc gì các em cứ hỏi đi. À, có record, thầy đang record lại đây, thầy vẫn đang record lại đây. Bạn nào có câu hỏi gì không? bạn An ăn bảo gì em chào thầy và chúc cả mọi người ok em nhé bạn nào thắc mắc gì không thầy không coi mu đá hả? thì như thầy nghe nói đang thắng hai không các bạn cập nhật kết quả tỷ số với thầy rất là thích mu đá nhưng mà thầy đã uh, nhận lời với thầy Dũng là thầy sẽ chữa cái đề này rồi thì thầy cứ theo lịch là thầy chữa thôi khó o lúc nào bắt đầu khó o thứ hai tuần sau nữa thầy nhớ là ngày mùng 9 tháng 12 đúng không nhỉ? Thứ hai tuần sau nữa mùng 9 tháng 12. Hôm đấy là ngày khai giảng. Đúng rồi, chính xác mùng 9 tháng 12 khai giảng khóa O. Khóa O là khóa luyện đề. 30 à 30 giờ. <laughs> Các bạn thấy MU bây giờ mạnh không? Kiểu MU bây giờ ấy, thầy cảm giác như bây giờ mùa giải mới, mới thực sự bắt đầu ấy. Kiểu có huấn luyện viên mới xong rồi cảm giác MC cũng đi xuống đúng không? Thì thầy cảm giác như mà mùa giải bây giờ mới thực sự bắt đầu thì đang hy vọng là cuối năm nay MU có thể vào trong top 4 được là tốt. Nào. <laughs> Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu hỏi là 70 đến 71 các bạn nghe nhé cho cấp số cộng UN các em có được xác định bởi U2 cộng U6 thì bằng 18 và U3 cộng U7 thì bằng 22. Ta có công sai của cấp số cộng UN là gì? Cái việc tìm công sai này nó khá là đơn giản. Thực ra là các em thấy là khi mà các em gặp một cấp, cấp số cộng ấy, các bạn nhớ cho thầy một điều là như này nhỉ cái ấn tượng của thầy khi mà thầy nhìn những bài này ấy, đó là gì các em nhớ khi mà các em cấp số cộng ấy thì thì các em xét của dãy số khi viết ra nhá thì cái số trung bình cộng của số hai bên này này thì bằng ở số ở giữa giả sử hai số này là hai số u hai số này có số ở chính giữa nó nhá đó khi mà các em viết dãy số ra thì trung bình cộng hai số này bằng số ở giữa ví dụ đây cấp số cộng này hai bốn sáu tám mười thì trung bình cộng của số này và số này bằng số này trung bình cộng số này bằng số này bằng số này đúng không? Chúng bình cộng hai số hai bên bằng số giữa. Thì tính chất của gấp số cộng là gì? Là nếu AB cùng tính chặn lẻ thì UA cộng UB chia 2 thì bằng U của A cộng B trên 2. Tất nhiên ở đây mình đang nói câu chuyện AB cùng tính chặn lẻ. Thế nên khi mà mình nhìn vào bài toán này ý, thì cái ấn tượng đầu tiên của thầy là gì? Là cái 18 ấy thì bằng U2 cộng với U6 đúng không? Thì nó bằng 2 lần U của 2 cộng 6 là 8, 8 chia 2 là 4. Ngay lập tức thầy có được U4 nó bằng mấy? U4 bằng 9. Rồi 22 thì bằng U3 cộng U7 và 37 lại cùng tính chẵn nẻ, cụ thể nó cùng là nẻ. Nên bằng 2 lần U của 7 cộng 3 chia 2 là 7 cộng 5. Đúng không? Là số ở giữa chính là U5 nhá. Rồi, thì ta suy ra U5 bằng mấy? U5 thì bằng 11. Thì tới đây các em tìm được D rồi nhá. Vậy D của chúng ta sẽ là U5 trừ U4. Trời ơi, D các em tìm được ngay, D bằng 2 xong luôn. Được chưa? Nhá. Rồi, câu số 71 này. Ta có lim khi mà 3UN cộng với 2 trên 2N cộng 3 thì bằng bao nhiêu? Thì bài này thì các em viết UL tính theo L thôi, các em có D bằng D bằng 2 rồi, đúng không? D bằng 2 rồi các em tính UN theo L thôi. Ok. Đây là câu 70 nhá. Thầy đang nói câu 70 này. Mình nói câu 71 này. Các em viết UL theo N ngay lập tức cho thầy. <laughs> thì các bạn có được UN trừ đi U4 chia cho n trừ 4 bằng d đúng không? Ta suy un trừ đi 9 bằng 2 lần n 4. Vậy nên un của chúng ta ấy thì bằng 2n ờ à, trừ đi 8 9 là cộng 1 à? Cộng 1. <laughs> Vậy nên mình sẽ có điều gì đây? Giới hạn này khi mà không biết gì Các em hiểu là đây là giới hạn khi n tiến dương vô cùng ấy. Đây dãy số mà. Mẫu thức là 2n cộng 3. Tử thức là 3 x 12 là 6n cộng với cộng với cái này là cộng 3 cộng 2. Thì đương nhiên cái giới hạn này bằng mấy? Bằng 3, 6 phần 3 mà ha, 3. Đáp án là đáp án đáp án C nhá. Đáp án C nó khá là đơn giản. Không có khó khăn gì cả. Đáp án là đáp án C, các bạn chọn C rồi nhá. Các bạn nào thắc mắc gì không? Bạn nào thắc mắc gì không? Tôi không hiểu gì hết lắm. Bạn Trâm, theo kinh nghiệm của thầy mấy cái bài này, bài này mà các em comment như vậy thường thường là kiểu kiểu các bạn các bạn giả vờ không hiểu ấy để cho đối thủ kiểu chủ quan ấy. Đấy là theo kinh nghiệm của thầy. Đấy, bạn kia cũng không hiểu thầy ơi, không hiểu lắm ạ. À. Hay là không hiểu thật ấy. Nếu mà các em không hiểu ấy thì thôi các em bỏ qua cái này đi, các em cứ xét cái U2 thì bằng U1 cộng với d. U6 thì bằng U1 cộng 5d. Rồi U3 thì bằng U1 cộng 2d thì tối cuối cùng cũng làm được mà. Nhá? thì cuối cùng cũng làm được thôi còn theo kinh hiệu thầy là mấy bạn comment là không hiểu gì hết trong những bài này thì thường thường là kiểu các bạn cứ cố tình nói như thế để cho đối thủ chủ quan ấy thì các bạn khác cẩn thận nhá đừng 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 tin đừng tin vội trừ khi bài khó nói thế còn được câu 71 á câu 71 là giới hạn em giới hạn em tính un theo u 4 các em nhớ thầy một điều là UA ấy, mà trừ UB ấy, chia cho A trừ B ấy, thì bao giờ bằng D nhá. Cấp số cộng mà các em công thức tổng quát đây này UA mà trừ UB chia cho A trừ B bằng D nhá cấp số cộng thì các em luôn luôn có điều này nhớ nhá thì UN trừ U4 trên N trừ 4 bằng D đây cấp số cộng này để cho thôi thời ghi ra đây này nhiều bạn có vẻ không biết không biết hai công thức này của cấp số cộng rồi công thức 1 này lưu ý này nếu A và B cùng tính chẵn này ghi vào này cùng tính chẵn này thì mình sẽ có được UA cộng UB thì bằng trung bình cộng vào hai lần u của a cộng b trên hai công thức số 2 này đó là UA a trừ u chia cho a trừ b cái này đủ với mọi a b nhá không cần nhất dùng cùng, cùng thì nẻ miễn là sao nó khác nhau thôi nhá thì bằng bằng d đó thì các em ghi vào nhá có hai cái công thức của cấp số cộng ghi vào đây là cái cách để các em có thể tính UA theo một cái u b bất kỳ nhá được chưa cấp số nhân đương nhiên là khác rồi em cấp số nhân thì thường thường liên quan đến tích hơn nha <laughs> yeah, ok chưa thầy overthinking hơn bọn em à, bạn minh năng bảo là lại gặp thầy rồi năm ngoái em gặp thầy suốt thế à năm ngoái năm ngoái gặp thầy suốt là sao năm ngoái học lớp 11 à thầy dạy lớp 11 à em học đăng ký khoa học lớp 11 của thầy à em hiểu rồi thầy thanh thầy, thầy ok em nhá rồi ok nè các bạn ghi thầy hai cái công thức này vào nhá ghi vào nhá nào bảy hai bảy ba cái dạng bài này là quy hoạch tuyến tính tí nữa mình sẽ có một cái tổng quát mình sẽ nhận xét đề và từ đó mình sẽ đưa ra cái chiến lược học tập nó hiệu quả nhá các bạn nghe này câu số 72 73 dựa vào các thông tin sau đây để trả lời các câu hỏi từ 72 đến 73 một bác nông dân cần trồng lúa và trồng khoai trên diện tích đất, đất gồm 6 hecta với lượng phân bón dự trữ là 100 kg và sử dụng tối đa là 240 ngày công thì khi mà các em gặp những bài toán này thì thầy biết ngay đã đây là bài toán quy hoạch tuyến tính rồi thì thầy hay có một thói quen như này nhá Thầy hay có một cái thói quen này để trồng một hecta lúa cần sử dụng 20 tức là ở đây này, là chúng ta sẽ quan tâm đến hai cái loại là lúa và khoai lúa và khoai thì kem nên ghi cho thầy hai cái hàng lúa và khoai được chưa ở đây đầu tiên là chúng ta sẽ quan tâm đến cái 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 vấn đề đầu tiên ấy là diện tích diện tích trồng diện tích diện tích đơn vị đương nhiên là hecta thì để trồng một hecta khoai Để trồng một hecta lúa Thì giả sử chúng ta có x hecta đi Và để trồng một hecta khoai Thì các em có y hecta khoai đi Được chưa Thì cái mình quan tâm tiếp theo đó là gì Phân bón Khối lượng phân bón Khối lượng phân bón Thì để mà trồng một hecta lúa Thì cần 20 kg phân bón Vậy để trồng x hecta lúa Thì cần 20 x kg phân bón Đúng ở lớp là 20 x Đương nhiên đơn vị là kg Được chưa rồi để trồng một hecta khoai thì cần sử dụng 10 kg phân bón. Thì để trồng y kg hecta khoai, à y hecta khoai thì cần sử dụng là 10 y kg phân bón. Tiếp theo mình sẽ quan tâm đến cái giá trị gì nữa? Ngày công, ngày công. Được chưa? Thì để trồng một hecta lúa cần sử dụng 30 ngày công. Vậy x hecta lúa cần là 30 x ngày công. Để trồng một hecta khoai cần 60 ngày công. Vậy cái này là 60 y ngày công. Và cái cuối cùng mình quan tâm ấy Đó là lợi nhuận Các em để ý mà xem Lợi nhuận Lợi nhuận đơn vị là triệu đồng nhé Thì cứ một hecta núa Thì sẽ thu được lợi nhuận là 50 triệu đồng Như vậy x hecta núa là 50x Được chưa Cứ một hecta khoai thì thu được lợi nhuận là 60 triệu đồng Vậy thì y hecta khoai lợi nhuận là 60 60 y Rồi mình đã xong cái hàng đầu tiên Hàng đầu tiên và hàng này nó có đầy đủ, khá đầy đủ thông tin rồi Bây giờ mình sẽ đến với hàng cuối cùng mình xem cái giới hạn của chúng ta ở đâu. Một bác nông dân cần trồng lúa với tổng khoai diện tích đất chỉ có 6 hecta thôi. Tức là tổng diện tích đất có 6 hecta thôi. Như vậy ở đây các em phải hiểu là cái đầu tiên ấy là x cộng y không được vượt quá 6. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai, lượng phân bón dự trữ chỉ có 100 kg mà thôi. Nên khối lượng phân bón là 20x cộng với 10y. Nó không được vượt quá con số 100. Cái thứ ba, ngày công của chúng ta là 240, ngày công tối đa. Thì ở đây các em có tiếp theo đó là 30x cộng với 60y. Bé bằng 240 Được chưa? Và con đường mà chúng ta cần tìm là gì? À đề bài chưa nói gì nhưng khả năng cao là lợi nhuận cao nhất đúng rồi Lợi nhuận của chúng ta là gì? Cái lợi nhuận của chúng ta ấy P là gì? PXY là lợi nhuận ấy Thì bằng 50X cộng với 60Y Đây là cái con đường liên quan đến lợi nhuận Và bây giờ chúng ta bắt đầu đến với câu số 72 Câu 72 Đề bài cho các em là nếu bác nông dân trồng X heta lúa Và Y heta khoai Được chưa? Thì số kg phân bón cần sử dụng là gì? Thì đây, số kg phân bón cần sử dụng của chúng ta sẽ là 20 x cộng với 10 y có không 20 x cộng 10 y 20 x cộng 10 y đáp án là đáp án a à. để chưa nên lưu ý những bài quy hoạch tính này nhá rồi để đạt được lợi nhuận cao nhất tức là px mắc ừ, câu 72 bỏ qua đi sang câu 73 ừ, mắc thì bác nông dân đã trồng x hecta lúa và y hecta khoai thì giá trị của x là bằng bao nhiêu thì những cái bài này không khác gì là các em xét một cái hệ hệ như sau để thầy viết ra thôi chứ còn trong phòng thi các em cứ cứ viết x y là các số không âm đương nhiên rồi không thể thể có chuyện là số lượng âm hết ta được được chưa các em sẽ có được x cộng y của chúng ta ấy bé bằng 6 này ngoài ra các em còn có những thông tin như sau thứ nhất là 10 x cộng à 20 x chứ thầy viết nhầm các em có được 20 x cộng với 10 y nó sẽ bé bằng 100 và các bạn còn có được là 30 x cộng với 60 y bé bằng 240 và câu chuyện là các em xử lý vấn đề liên quan đến mắc của 50 x cộng với 60 y đó thì tới đây các em tập trung vào bài này thôi nhá rồi các, em, các bạn nghe này những cái bài như này các em nên luôn 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 là vẽ một cái đồ thị ra thì thầy sẽ không dùng tool đâu các bạn yên tâm dùng tool thì các em không nên chỉnh được những bài này thì trong phòng thi các em cũng không có cơ hội để dùng tool nhưng những bài này dùng tool thì quá nhanh các em nên vẽ cái hình hài của một cái 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 cái, cái um, hệ trục tọa độ ra đây là o này đây là x này đây là y này ở đây có x lớn mà 0, y lớn mà 0 nên các em chỉ tập trung vào góc phần tư thứ nhất mà thôi. Tại vì x lớn mà 0 thì nằm trên trục hoành và y lớn mà 0 thì nằm bên phải trục tung. Vậy các em tập trung vào góc phần tư thứ, thứ nhất mà thôi. Nào các em giải quyết xong x lớn mà 0, y lớn mà 0. X cộng y nhỏ bằng 6 thì các em nên vẽ cái đồ thị này đường thẳng này, x cộng y bằng 6 nhá. Đường thẳng x cộng y bằng 6 thì nó sẽ đi qua điểm đây, 1 2 3 4 5 6 đây. 1 2 3. Đường thẳng x cộng y bằng 6. Đây, 6 đây đi. 1 2 3 đây 6 đây. 6 này. 6 đúng không? x bằng 0 y bằng 6 x bằng 6 y bằng 0. Thì đây, đây là đường x cộng y bằng 6 thì sẽ vẽ màu màu đỏ đi. Thế thì các bạn để ý này. Cái phần khiến cho x cộng y bé bằng 6. Có đúng x cộng y bằng 6 không nhỉ? Đúng rồi, diện tích diện tích chỉ có 6 hecta thôi đúng không? x cộng y bé bằng 6 là cái phần phần giới hạn nằm trong đây rồi. Nó chỉ có giới hạn nằm trong đây thôi Tại vì không cộng 0 Tức là điểm 0 này Các em thay điểm 0 vào này Thì không cộng 0 Bén bằng 6 Tức là điểm gốc tọa độ nó nằm trong cái phần 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 phía phía mặt nửa mặt phẳng đấy. Tức bản chất là cái đường thẳng x cộng y bằng 6 ấy nó sẽ chia cái nửa mặt phẳng này ra làm hai phần. Một phần nó sẽ khiến cho x cộng y bé 6 một, phần nó khiến cho x cộng y lớn 6. Thì các em chỉ cần xem cái điểm không này có thuộc không thì điểm không là thỏa mãn thì điểm không nó nằm trong đấy. Được chưa? Nên các em tập trung vào phần này. Được chưa? Tiếp tục này. 20x cộng 10y bé 100 tương với 2x cộng y bé bằng 10. Thì các em vẽ đường 2x cộng y bằng 10 ra thì các em cho x bằng không thôi kem cũng kem cho x bằng không này thì y bằng mười wow x bằng không y bằng mười cơ đây đi qua điểm này kem cho y bằng không thì x bằng năm đây đi qua điểm này đó thì các em nối vào với nhau thì thường thường các em tập trung vào cái phương trình hoành độ giao điểm để các em xem cái giao điểm đó là gì tại vì cái điểm giao ấy cái điểm rất quan trọng cái điểm giao thường thường chúng ta sẽ ờ à, quên mất điểm giao được chưa hai mươi mười một trăm điểm giao là điểm có tốc độ x bằng 4 y bằng 2 tuyệt vời không? x bằng 4 y bằng 2. Mình vẽ quá chính xác nên nó cũng rất là chính xác ở đây này. Được chưa? x bằng 4 y bằng 2. Các bạn các bạn để ý nhá. 4 này, 2 này. Đó. Và cái điểm 0 nó cũng nằm trong phần này tại vì 20 nhân 0 cộng 10 nhân 0 nhỏ bằng nhỏ bằng 100 thì nó sẽ nằm trong phía phía bên phía này. Đó nó là phần chung của phía bên phía này rồi. Cuối cùng là 30x cộng với 60y nhỏ bằng 240 nhá. Thì các em cho x bằng 0 thì y bằng mấy? 240 chia cho 60 y bằng 4 x bằng 0 y bằng 4 đây y bằng 0 thì y bằng mấy 240 chia cho 30 y bằng 0 x bằng 8 x bằng 8 đây được chưa rồi các bạn nối vào với nhau thôi em nối vào nhé em nối này vào oh, nó đi qua điểm này nốt à ảo diệu nhỉ x bằng 2 y bằng 4 à 30 x 4 cộng với 60 x 2 wow đi qua điểm này nốt ảo diệu cả 3 đường đi qua điểm này luôn à rồi thế thì bây giờ mình sẽ tập trung vào cái hình mà nó 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 nó, nó giao chung của cả ba phần thôi cả ba phần thôi thì đó là phần này đấy các em đấy các bạn nhìn không đó. các bạn thấy trong vòng thi thì các em cũng vẽ như vậy thôi nhá cũng không có gì ghê gớm cả nói chung là bài có thể nói là bài khá là nhẹ nhàng công việc tuyển tính thì các em cứ làm như vậy là xong đó, thầy là thầy đang cố gắng để làm cho các em kỹ đấy Chứ trong vòng thi thì các em đương nhiên là các em luyện tập nhiều các em phải làm tốc độ nhanh lên thì các em làm tốc độ như thầy là các em bị chậm. Các em phải tốc độ nhanh hơn nữa bằng cách là các em luyện tập. Những bài này thì các em không phải suy nghĩ nhiều lắm. Cái này năm đúng không? Năm này. Thì nó là O A này, B này, C này. Được chưa? Rồi thì các em tập trung vào bốn điểm thôi. Cái miền miền nghiệm của chúng ta là, là gì? Miền nghiệm nhá. Miền nghiệm. Đó là tứ giác tứ giác OABC được chưa? thì em tập trung vào bốn cái giá trị P tại O này nhá tại các đỉnh đầu mút đấy, em để ý các đầu mút. đại điểm O có tọa độ (0,0) thì P bằng 0 mình bỏ qua tại O đi. tại điểm A có tọa độ (0,4) thì P bằng mấy? P bằng 60 nhân 0 à, và 50 nhân 0 chứ? 50 nhân 0 cộng với 60 nhân 4 thì bằng 240 đúng không? các em thay lần lượt các đỉnh vào thôi Nhá cái này nó 10 học rồi Tại B có tốc độ là 42 Thì P bằng gì? 50 x 4 cộng với 60 x 2 Thầy không tính thầy biết cái này là mắc nhá. Tại C Thầy không tính thầy biết là cái này mắc Thường thường nó mắc nó ở cái điểm giao ạ Cuối cùng là tại C có tốc độ 50 Thì P bằng gì? 50 x 5 cộng với 60 x 0 Bằng 250 Thì đương nhiên này mắc rồi Đây là 320 nhá. Vậy thì đây là mắc Đây là mắc này xấu quá. đây là mắc này như vậy thì ở đây là x của chúng ta sẽ bằng 4 và y bằng 2 nên để mà đặt lợi nhuận cao nhất thì giá trị của x là 4 là lợi nhuận cao nhất đó để lợi nhuận cao nhất thì các em phải chọn đáp án là c nhá x bằng 4 nhớ chưa đấy thì đây là cái dạng toán quy hoạch tuyến tính thì cái dạng toán này thậm chí là các em có thể ôn tập trong cả cái phần toán lớp 10 có và chuyên đề lớp 12 cũng có. Nên thầy nghĩ là cái cái bài này cũng là rất là quan trọng nhá. Tất nhiên là mình không nói bài này khó, bài này thậm chí có thể nói bài này dễ. À, nhưng mà thầy muốn các bạn uh, lưu ý về cái phương pháp giải và các em luyện tập nhiều để làm sao cho tốc độ giải bài của chúng ta nhanh lên. Nhá. Rồi. Chúng ta tiếp tục này. Chúng ta tiếp tục đến với câu tiếp theo. 74, 75 74, 75 nhé đó mình nhá Nửa cấp 2 Có năm 10 đúng rồi Cấp 2, lớp 10 cũng có À không Nửa ừ, lớp 2. Lớp 12 cũng có mệnh minh thuyết nhé Thầy nghĩ là cái phần quy hoạch tuyến tính này quan trọng đấy em ạ Kể cả các em ôn thi chỗ thuốc quốc gia thì các em cũng phải lưu ý Tại vì là cái phần này thầy nghĩ năm nay sẽ là phần 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 phải các em phải đặt trọng tâm đấy Thứ nhất là nó rất là thực tế Thứ hai là nó cũng là cái phần mà có trong cả cái thức lớp 10 cả kiến thức lớp 12. Nên kiểu gì các em cũng phải luyện. Được chưa? Nhá. Thầy đọc comment TikTok không mọi người? Thầy có đọc bạn đô đô đo bạn gì nhở? Nick của em khó đọc quá. Tên nick là đo never best ai à, never best cơ. Thầy có đọc cho em nhá. Được chưa? Lớp 12 nằm trong chuyên đề đúng rồi nhá, lớp 12 nằm trong chuyên đề. Nào, chúng ta sẽ tiếp tục. Câu 74, 75. Chú, lớp bị chú ý này. <laughs> Nghe này. Câu 74, <laughs> 75. Cho phương trình là 9 mũ x đi 2m nhân với 3 mũ x cộng với 3m cộng 4 bằng 0. Được chưa? Câu 74 này. Khi m 5 thì tổng tất cả các nghiệm phương trình nào? Thực ra là như này này. Cái phương trình của chúng ta ấy đó là 9 mũ x trừ đi 2m nhân với 3 mũ x đúng không? Cộng với 3m cộng 4. Thầy sẽ thích đặt luôn là 3 mũ x bằng t. Thì phương trình nó sẽ tương đương với điều gì? T bình phương trừ đi 2mt đúng không? Cộng với 3m cộng 4 bằng 0. Rồi, đối với câu 74. Nào khi m âm 5 nhé. M âm 5. Các em thế vào thôi, không có gì nghi, nghi ngờ à không có gì, gì nghĩ cả. Thì phương trình tương đối T bình phương này cộng với 10T này. Âm 5 là 3 nhân với âm 5 là âm 15 là âm 11 trừ 11 bằng 0. Thì các em tương đương được là T cộng 1 nhân với T trừ 11. À đâu, T trừ 1 nhân T cộng T trừ 1 chứ nhỉ? T trừ 1 nhân với T cộng 11 nó sẽ bằng 0 đúng không? À, đúng rồi nhá. Ok, cái này tương đương điều gì? T bằng 1 hoặc T bằng âm 11. Thì các em lưu ý là cái nghiệm này là các em phải tìm theo x chứ không phải tìm theo t nhá các em nhá. Tới đây mà các em kết luận luôn t tổng là âm 10 là sai đấy. Nhớ chưa? Cái này tương đương với là 3 mũ x của chúng ta bằng 1 hoặc là 3 mũ x của chúng ta xong là âm 11 thì âm 11 là vô nghiệm này. Cái phương trình dưới là vô nghiệm này. Thì các em chỉ có mỗi cái là x bằng 0 mà thôi. Thế nên nói vậy thôi nhưng tổng tất cả nghiệm phương trình thì chỉ có một nghiệm mà thôi. Đó là x bằng 0 nhá. x bằng 0 thì các em chọn phương án là phương án A. Được chưa? Các em chọn A nhá. Chọn A nhá. Nhớ chưa? Nhá. Nó có năm Phương trình có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi nào? Thì rõ ràng các em để ý này, câu 7 năm. Để mà có nghiệm x thì cái mối quan hệ giữa nghiệm x là gì? Chúng ta sẽ tìm nghiệm t, nhưng để mà tìm ra nghiệm x ấy, thì từ t ra x các em thấy là mối quan hệ đó là t bằng 3 mũ x. Nghĩa là ở đây này các em để ý này. Mối quan hệ giữa x và t là gì? Khi x biến đổi từ âm vô cùng đến dương vô cùng thì t của chúng ta bằng 3 mũ x. Nó sẽ chạy từ từ đâu? Từ 0 đến dương vô cùng và nó luôn dương. Vậy thì cứ một nghiệm t dương nó đẻ ra một nghiệm x duy nhất và một nghiệm t âm hoặc một nghiệm t bằng không thì không đẻ ra nghiệm x nào cả hay nói một cách đơn giản là điều kiện cần và đủ để phương trình này có hai nghiệm phân biệt đó là cái phương trình này này nó cũng phải có hai nghiệm phân biệt nhưng chưa hết đâu nếu mà hai nghiệm đấy mà có nghiệm âm thì không đẻ ra nghiệm x vấn đề là hai nghiệm đấy phải đẻ ra nghiệm x phương trình này dù sao cũng tối đa hai nghiệm thôi thì cái phương trình một của chúng ta một của chúng ta phải có hai nghiệm phân biệt dương Được chưa? Nó phải có hai nghiệm phân biệt dương. Đó thì lúc đấy mỗi nghiệm của chúng ta sẽ 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 ra một nghiệm x thôi. Đúng rồi lớp nhá. Thì nó phải có hai nghiệm phân biệt dương. Thì ở đây thì các em có thể giải quyết bằng cách nào? Thì một có hai nghiệm phân biệt dương ấy thì các em xét cho thầy cái delta nhá. Ok thì thực ra các em cô lập cũng được. Ở đây các em có thể kem em lưu ý là ở đây các em có thể cô lập cũng được. Cô lập hoặc là dùng VS thực ra thầy thầy thích dùng VS hơn đối với cái dạng bài này thì thầy rất thích dùng VS hơn Thôi thầy dùng VS đi cho nhanh nhá. Điều này tương đương điều gì? Nào thứ nhất là delta phẩy dương là hai nghiệm phân biệt này. Tổng hai nghiệm dương và tích hai nghiệm dương. Delta phẩy bằng gì nào? Delta phẩy phải, b phẩy bình phương trừ đi ac. Tổng hai nghiệm dương đó là m dương. Đúng không? Âm b phần a tích hai nghiệm đó là 3m cộng 4. Dương tương đương với điều gì đây? Ở đây là m cộng 1 nhân m trừ 4 à. Ok, thì các em có được m lớn 4 hoặc là m nhỏ hơn 1. M dương và 3M cộng 4 dương thì chỉ cần M dương là đủ M dương này sẽ kéo theo 3M cộng 4 dương rồi Như vậy M nhỏ đâm 1 mà M dương thì không có Như vậy chỉ có M lớn 4 thôi Nhá, đó thì thầy dùng VS. Còn tất nhiên là bạn nào mà thích thì các em có thể cô lập Cô lập cũng là một con đường, cũng là con đường tốt nhá Cũng không phải là không tốt đâu Các bạn cô lập cũng được nhá Cô lập cũng được Cô lập cũng là một con đường tốt thì các Cô lập M ra xong em tìm là sao cho sự tương giao Nó có hiệu phân biệt dương Còn cái cách VS này thì sẽ hơi thiên hướng giống kiểu lớp 9 em học ấy các bạn nhớ lớp 9 là chúng ta học về định lý viết không? Xong rồi chúng ta sẽ tìm mở để phương trình bậc 2 có hai nghiệm phân biệt dương ấy, kiểu như vậy hoặc hai nghiệm âm hoặc hai nghiệm trái dấu. Kiểu như thế nhá. Đáp án của chúng ta sẽ là m lớn 4. Đừng có cho m bằng 4 nhá. M bằng 4 là nghiệm kép đấy. Hai nghiệm phân biệt cơ. M lớn 4. Các em chọn ra đề vừa Như vậy câu này thì các em có hai ý a, Thì thầy đánh giá là câu này cũng là câu dễ thôi nhá. Không khó. Thầy nói lại bạn nào mà follow kênh của thầy thì... kênh thì các em nên follow nhá. Các em follow đi. Và follow page thì các em nên follow và follow kênh thì các em nên follow tại vì follow thì lần sau các em hiện ở thông báo nhá tất cả các bạn ok rồi các em comment để số 1 nào hiểu bài comment hb nào các bạn hiểu bài comment hb nào nào hiểu bài comment hb nào phải đề là đề mẫu đánh ăn lực thôi các em đề mẫu đánh ăn lực thôi nào hiểu bài comment hb thì xem nào ở đây chắc là nhiều bạn vẫn chưa biết đến thầy đúng không tại vì là hôm nay thầy like ở cái kênh mới cái kênh của Empire kênh của thầy Dũng đó thì cũng nói thật với các bạn là cũng nhận lời mời của thầy Dũng thì thầy cũng cũng rất là yêu thích cái phần đánh năng lực và thầy thầy th xuất thân được chuyên toán đâm ra là thầy rất là thích cái chương trình của đánh năng lực đánh năng lực thì mình có nhiều cái để mình 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 mình, mình sâu mình 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 mình, mình... dạy nó rất là thú vị và thầy đánh giá thầy cũng rất là thích các đề thi đánh năng lực ví dụ các em để ý đề đánh năng lực của đại quốc gia hà nội hsa đề đánh giá được của uh, Đọc sư phạm hà nội đề đánh giá được của đấy hai đề đấy thì có hôm nào có cái để thầy chữa luôn và các em có thể tìm trên mạng thì các em đều ra được những cái bài giảng mà thầy đã chữa chi tiết hai đề đấy rồi thì có mỗi apt thì chưa chữa đó thì năm nay thì thầy sẽ tập trung vào đánh giá được cái khóa luyện đề của hsa của empire đó nhưng mà cái apt thì thầy chưa chữa thì thì hôm nay thầy cũng chữa lốt nhá và từ đó thì thầy cũng sẽ rút kinh nghiệm cho các em để xem xem là cái cái cách mà chúng ta sẽ điện tập nó như thế nào cho hiệu quả nhé. nào, các bạn các bạn nghe tiếp này. Cái câu này là câu như thế nào? Nó, thì các bạn thấy là đánh giá đá nó được nó sẽ hơi có cái cách học nó khác với trung học thông, đặc biệt là đánh giá đá được đại quốc Hà Nội, nó sẽ khác học trung học phổ thông ở đánh giá đá tư duy bách khoa thì nó sẽ hơi khác với trung học thông một chút về cái phương pháp học nhé. Nó sẽ hơi khác trung học thông nhé. Và thầy sẽ đưa các bạn chiến được Câu số 76 Dựa vào thông tin dưới đây thì trả lời các câu từ câu 76 đến câu 77 Thì các em cái như này Cho bất phương trình Noga cơ số 2 của 5 mũ x 1 bé bằng m Cái bất phương trình này thì câu 76 như sau Khi m bằng 2 tập nghiệm bất phương trình là gì Thì tóm lại là câu 76 này nó chính là cái việc để các em giải bất phương trình nhá Câu 76 này Rồi bất phương trình của chúng ta ấy nó sẽ tương đương điều gì loga cơ số 2 của 5 mũ x 1 bé hơn bằng khi m 2 là bé bằng 2. Cái này tương đương điều gì? 5 mũ x 1 nó bé bằng 2 mũ 2. Vậy các em tương đương à các em nhớ là các em phải có điều kiện nhá. Quên mất tí nữa là quên điều kiện. Lớn không nhá. Đấy, các em cứ viết như vậy là các em rất dễ quên điều kiện. Các em nhớ là điều kiện này lớn không? Tức là các em sẽ có được điều gì? 1 bé 5 mũ x và bé hơn là bằng 5. Nghĩa là các em có được là không bé n x và bé hơn bằng bé bằng 1. Và từ đó thì các em có được tập nghiệm của bất phương trình này là gì? Là nửa khoảng từ 0 đến 1 các em chọn B. Được chưa? Các em mà quên điều kiện thì các em rất dễ rất dễ rất dễ chọn phương án A. cái phương án A chỉ là cái phương án mà à, kiểu gây nhiễu ấy nhá. Là các bạn quên điều kiện thì các em rất dễ chọn A đấy. Nên các em phải hết sức lưu ý. Nào câu 77. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số M, sao cho bất phương trình có đúng ba nghiệm nguyên. Nào cái bất phương trình này có đúng 3 nghiệm nguyên Wow Bất phương trình này có đúng 3 nghiệm nguyên uhm. Số phần tử của tập S là gì? Có vẻ khó đấy nhở Bất phương trình này có đúng 3 nghiệm nguyên uhm. Làm nào bây giờ cả lớp Thì bạn lưu ý này Cái bất phương trình này Các em tập trung vào bất phương trình này Nhìn về trái, về phải nhá Đây là cô lập sẵn mờ rồi Thì bất phương trình này có đúng 3 nghiệm nguyên thì các em để ý này, bây giờ nhá, kem 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 xét hàm số fx đi, là về trái đi. Nó là noga cơ số 2 của 5 mũ x 1. Tập xác định của hàm số này là khoảng từ 0 đến 0 vô cùng đúng không? Và các bạn nhìn thấy ngay được là đây là hàm số đồng biến. X tăng thì rõ ràng fx tăng. Rõ ràng. Đấy kem để ý đi. X của chúng ta không đến dơ vô cùng thì fx tăng rõ ràng đây là hàm số đồng biến 100% rồi x tăng thì fx tăng cái này thì ai cũng nhìn ra nó đồng biến là đồng biến trong khoảng từ không đến vô cùng nào các em từ từ này, đoạn này sẽ rất nhạy cảm nhá đoạn này rất nhạy cảm thấy nói luôn này đoạn này nó sẽ hơi khó hiểu một tí này ok các bạn nghe kỹ này đoạn này sẽ hơi khó hiểu một tí này đề bài bảo là có đúng mang nghiệm nguyên vậy theo các em ấy theo các em nhá theo các em ấy thì lấy ví dụ m một trăm đi liệu có được không m một trăm thì cái bất phương trình là nôa số hai của năm mũ x trừ một bé nó một trăm thì ví dụ cái giá trị một trăm nó tầm đây đi làm cho giá trị x bằng uh, x bằng mấy để mở 100 x bằng 80 đi chẳng thì theo kem có bao nhiêu nguyên thầy lấy ví dụ nhé khi mở 100 thầy lấy ví dụ thầy lấy một cái ví dụ này khi mở 100 ví dụ này thì làm sao để fx bé bằng 100 thì kem sẽ xét cái giá trị nào của x để sao cho cái này bằng 100 đây thầy lấy ví dụ này đây thầy sẽ cố gắng để cho các em dễ hiểu đã cái câu này chắc là nhiều bạn sẽ không làm được đâu nên thầy sẽ cố gắng để cho các em dễ hiểu nào kem em để ý này Noga cơ số 2 của đây là 5 mũ x chỉ một kem tất nhiên là các em không cần phải làm này nhá nhưng thầy đang lấy ví dụ Đấy 43 tầm 43,1 43, đi nhá. Tầm 43,1. Thì đấy, các bạn thấy là à nếu như mở 100 thì theo các em có bao nhiêu nghiệm nguyên? Các bạn trả lời thầy xem nào. Nếu mở vào 100 thì có bao nhiêu bao nhiêu nguyên? Có tất cả là từ 1 2 3 chấm chấm đến 43, có 43 nghiệm nguyên. Đúng không? Tức là nếu mà các em thấy là à mở vào 100 thì có 43 nghiệm nguyên. Ok, rồi. Tốt tốt, bây giờ mình bỏ qua cái mở 100. Thế bây giờ nếu mà mở bằng một số khác ví dụ mở bằng, mở bằng 50 thì sao? 50 thì sao? Đó, vào 50 thì sao? Mờ vào 50. Để ý này. 21,5, 21,5. Vậy có bao nhiêu nghiệm nguyên cả lớp? 1 2 3, tức là tất cả giá trị này của x này nằm cho fx nhỏ bằng m. fx nhỏ bằng nhỏ bằng 50 thì nó sẽ có 21 nghiệm nguyên. Vậy làm thế nào để có đúng 3 nghiệm nguyên? Làm thế nào để có đúng 3 nghiệm nguyên cả lớp? Làm thế nào để có đúng 3 nghiệm nguyên? Thì theo các em, cái nghiệm mà gần như nếu mà có 3 nghiệm nguyên thì chắc chắn phải có những nghiệm nguyên nào? những cái số nằm cho fx nhỏ nhất số nguyên nằm cho fx bé nhất có thể nó sẽ là nghiệm nguyên đây là những cái số mà có cơ hội là nghiệm nguyên nhất cụ thể một hai ba thì đây sẽ là cái điều kiện để sao cho nó có đúng ba nghiệm nguyên tức là nếu mà số một là nghiệm à, đây ba số đầu tiên này ba số này là ba số nằm cho fx bé nhất thì đây sẽ là ba số cơ hội tốt nhất để nó là nghiệm nguyên và để có đúng ba nghiệm nguyên thì số 3 này phải là nghiệm và số 4 nó không được quyền là nghiệm tại vì số 4 là nghiệm chỉ cần nhá chỉ cần một số đây là nghiệm cái chỉ cần số 10 là nghiệm cái thì nghe em tức từ 1 đến 9 cũng là nghiệm chỉ cần số 4 là nghiệm cái thì nghe em tức từ 1 đến 3 cũng là nghiệm tại vì giá trị f1 nhỏ f2 nhỏ f3 nhỏ, nhỏ f4 mà mà f4 nhỏ bằng m thì đương nhiên là cái giá trị này là nghiệm nên ở đây các em hiểu là để có đúng ba nghiệm nguyên ấy thì điều kiện tiên quyết là gì là ba nó phải là nghiệm tại vì ba là nghiệm thì đương nhiên một hai cũng sẽ là nghiệm nhưng 4 không được quyền là nghiệm được chưa thì cái mấu chốt nó nằm ở đấy đấy các em mấu chốt là làm đấy y bằng m đây được chưa các bạn hiểu bài không như vậy để có đúng ba nghiệm nguyên để có đúng ba nghiệm nguyên ba nghiệm nguyên thì bất phương trình bất phương trình gì fx nhỏ bằng m có nghiệm x bằng 3 và không có nghiệm x bằng 4 và đây cũng chính là điều kiện cần đủ nó phải có nghiệm x3 nhé X3 nó phải là nghiệm Thì lúc ấy nó sẽ ăn chọn 3 nghiệm này Và nó không có nghiệm x4 nhé Nó không có nghiệm x4 4 không phải là nghiệm Nhớ chưa? Nhá 4 không phải là nghiệm Như vậy ở đây có nghiệm x3 Và nó không có nghiệm x4 Thì cái này tương đương gì? Có nghiệm x3 thì các em sẽ có được F3 Nhọn bằng M Và không có nghiệm x4 Thì nghĩa là F4 Nhọn bằng M là Là sai Và sai thì điều ngược lại nó phải đúng Điều ngược lại nó đúng, tức là F4 nó phải lớn bằng M Thế thôi. À lớn M xin các bạn, lớn M F4 lớn M nhá. Ok, xong rồi. Còn gì để nói nữa đâu. Nào tương đương điều gì nào? F3 của chúng ta là Noga, cơ số 2 của 5 mũ 3, trừ đi 1. 5 mũ 3 là 125, trừ 1 là 124. Bén bằng M F4 là Noga, cơ số 2 của... Ờ, đợi, ok, cái này là Noga, cơ số 2 của... 5 mũ 4 trừ 1 Ok Ok nhá Thì tức là ở đây các em sẽ có được cái gì Nào Noga cơ số 2 của 124 Bé bằng mờ Và bé hơn Noga cơ số 2 của 5 mũ 4 trừ 1 Mà mờ nguyên 9 à 7, 8, 9, 10 À 7, 8, 9 hết rồi Nha. Có 3 giá trị thôi 3 giá trị các em chọn D Câu này nhìn chung cũng không phải khó lắm đâu các em ạ Nếu mà nói khó thì không hẳn là khó đâu Chẳng qua câu này là câu mà nếu mà các bạn không luyện tập nhiều Thì câu này các em sẽ hơi bị bỡ ngỡ Các em không biết là biện luận kiểu gì Đó thì thầy đã cố gắng phân tích để các em dễ hiểu nhất có thể rồi đấy Nhá yeah. Nằm ở cái tư duy như vậy Được chưa chữ thầy đẹp hơn chữ thầy dụng à thế à để cho các bạn hiểu bài có hát đi nào à, hiểu bài có hát đi nào thầy dạy xong có hát không thầy em nhớ giọng hát thầy quá hôm nay cũng được hơn một nghìn bạn xem trên phở bò và cũng 500 hơn 500 bạn xem trên top top tức là thầy hôm nay hôm nay nền tổng hai nền tảng cũng ra có tầm nghìn bảy bạn xem trực tiếp cũng đông đấy có khi thầy cũng hát được đấy để thầy nghĩ xem ở đây có nhiều bạn chưa, chưa 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 chưa, nghe giọng hát của thầy đúng không giọng hát của thầy nó giống như một cái thứ gì đó mà học sinh rất là khao khát ấy kiểu thầy thấy các bạn cứ thích thích thầy hát ấy thầy hát nó có cái âm gió hay <laughs> thầy hát đi thầy để thầy xem đã nhá để thầy nghĩ bình thường thầy hay hát trong nhóm đó, trong khóa học của thầy nhưng mà hôm nay để thầy nghĩ đâu nào câu số bao nhiêu đây? Câu 78 đến 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 80 này. Nào. Thầy hát cho em có động được à? Rồi ok nhá. Bạn nào chưa thả tim thì mỗi bạn thả thêm một cái tim nhá. Ở đây thầy thấy còn nhiều bạn chưa thả tim lắm. Tất cả các em đẩy đẩy tim cho thầy lên xem nào. Nào, tiếp tục này. Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 78 đến 80. Để kiểm tra chất lượng nước uống đóng chai của 3 phân xưởng XYZ, đoàn kiểm tra lấy ngẫu nhiên 7 chai nước của phân xưởng X, 4 chai nước của phân xưởng Y, 5 chai nước của phân xưởng Z. Được chưa? Rồi ở đây các em thấy là X của chúng ta có 7 chai, Y của chúng ta có 4 chai và Z của chúng ta có 5 chai. Sau đó lấy ngẫu nhiên 4 chai nước từ 16 chai nước trên để kiểm tra hàm lượng flo theo quy định. Câu 78. Câu 78 Số cách chọn 4 chai nước từ 16 chai của 3 phân xưởng XYZ để phân tích là gì? Tức là số cách mà kem các chọn ra 4 chai nước từ 16 chai ấy, Thì đây có 16 chai, số cách chọn 4 chai thì đương nhiên nó là gì? C4 của 16, câu này thì chắc là Tức là cũng, cũng nhẹ nhàng quá Thì mình cũng không cần phải ý tính nó nhiều 16 C4 Nó là 1820 Đó B nhá Câu số 79 là xác suất để 3 phân xưởng XYZ đều có chai nước được chọn để phân tích là gì? Thế bản chất cái này là không gian mẫu này Cái phép thử và chọn ra 4 chai nước Trong tổng cộng 16 chai thì đây chính là số phần tử không gian mẫu Nhớ chưa Ok câu số 79 xác so, số so để cả 3 phân sửa YZ đều có chai nước được chọn để phân tích được chưa? Đều có chai nước được chọn phân tích Mà có 4, 4 chai thôi Mà ba phân xưởng được chọn để phân tích Thì các em thấy là chỉ có một con đường duy nhất Là các em lấy 1 cộng 1 cộng 2 Nghĩa là sẽ phải có một phân xưởng mà có 2 chai 2 phân sửa còn lại, mỗi phân sửa có 1 chai Đúng không? Thì sẽ có 3 trường xảy ra Trường 1 là x có 2 Trường 1 này 2x 1y, 1z Thì số cách của chúng ta Nó là gì? Số cách để xảy ra trong trường 1 là gì? Tức là cái phân sửa x được chọn 2 chai Phân sửa y được chọn 1 chai, phân sửa z được chọn 1 trai Thì là c27 Nhân với c14, nhân c C1, 115 đó nhá. 420. Tương tự như vậy với cái trường số 2 nó <laughs> là 1x 2y 1z thì n của a2 thì bằng c17 nhân với c24 nhân c15 thì bằng bao nhiêu nhá? 210. Được chưa? Và cuối cùng là trường số 3. Đó là 1x này 1x này 1y này Và 2z Thì LA3 Bằng gì? Bằng C17 Nhân C14 Nhân C25 Thì các em ra ngay nhé Nó bằng 280 Và từ đó các em ra rồi đáp án thôi Vậy nên cái xác suất của biến cố A à, Nó rất là gì? Nào 420 này Cộng với 210 này Cộng với 280 này Và kem chia cho 1820 Là kem ra được đáp án nhé Con số ra bằng bao nhiêu Nào 420 cộng với đây là 210 Cộng với 280 Trên 1820 Đúng nhỉ 1820 420 20 280 Rồi Ô oh, 50% nữa Đẹp quá nhỉ Khoảng 50 đi. Phần trăm Tức là 50 phần 100 đấy kem Nhá 50 phần Phần trăm Xong Kem chọn D là xong được chưa? Uhm. Nào câu 80 này, các em xem câu 80. Câu 80 xác suất để phân xưởng x có ít nhất một chai nước được chọn để phân tích là gì? Cái phân xưởng x có ít nhất thì thường thường những bài toán ấy mà dính vào chữ ít nhất ấy, thì hay có một cái thói quen là chúng ta hay đếm à, hay đếm biến cố đối. Thì A là biến cố, à, B là biến cố, phân xưởng x có ít nhất một chai nước để được chọn để phân tích. Thì biến cố đối của biến cố A là gì? Là phân xưởng x không có chai nước nào được chọn để phân tích, đúng không? Đó, B là biến cố X có ít nhất một Một chai Thì biến cố B ngang là biến cố Gì? X không có chai nào Đó, thì rõ ràng biến cố B ngang đếm dễ hơn rất nhiều Đúng không? Thì các em thấy là các em biến đếm số trường thuận lợi biến cố B ngang là gì? Để X không có chai nào Thì các em chỉ cần chọn bốn chai nước trong cái đống YZ này thôi Thì có tất cả 9 chai nước Thì các em lấy ra bốn chai thì là C49. Vậy nên cái xác suất của biến cố B là gì? Là 1 trừ đi N của B ngang chia cho N của omega. Thì các em lấy 1 trừ đi C49 này. Mẫu thức của các em ấy sẽ là 1820. 1820. Rồi các em ấn vào cho thầy 1 trừ đi 9C4 1820. Con số của chúng ta là 121 chia cho 130 30. Được chưa? Ok, thế thì xác um, sao suất để phân xưởng x có ít nhất một chai nước được chọn để phân tích con số này nó dấp xỉ 93% cao quá nhỉ? 93 sắp xỉ 93,1%. Nhá. Thì cái đáp án là đáp án A. 93,1% Để chưa? Nhá, đáp án A. Và bài toán như vậy đã, đã được giải quyết rồi các em nhá, xong. Thì bài ý này thì nói chung là đây là bài toán xác suất ở mức độ bình thường, cũng khá là dễ. Cũng khá là dễ. Cái sát xuất này vẫn là sát xuất của kiến thức lớp 11 Nó chưa phải là sát xuất có điều kiện Thì nghĩa là năm nay nếu mà các em thi thì khả năng Nếu mà rơi vào câu sát xuất thì nó sẽ rơi vào sát xuất có điều kiện cơ Nó của lớp 12 Thì nó sẽ hay hơn Còn đây là sát xuất lớp 11 Thế nghĩa là đề tham khảo thì 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 Nó là như vậy Để các em biết cấu trúc thôi Còn thấy nghĩa là các em thi thì khả năng sẽ rơi Khả năng cao sẽ rơi vào sát xuất có điều kiện Nha Nha K6 chào thầy thầy chào Nê Nguyễn Anh Văn nhá. Quỷ đỏ thắng to rồi thầy ơi mấy không được em. Thấy bảo 3 không đúng không? Ừ. Ok nhá. Nay thầy chữa bao nhiêu câu vậy? Thầy chữa hết phần toán, thầy chữa hết phần toán. Nhá. Thầy chữa hết phần toán. Bài giảng này có lưu lại nhá bạn Bùi Nhật Hoàng nhá. Rồi ok À bốn không à <laughs> Sao phải <khỏi> hạng <laughs> ừ. Nào 4C9 sao 4C9 tại vì em lấy trong 9 cái em lấy 4 cái ấy. nhá. Thầy ơi cho em xin 1 phút được không ạ? À? Thầy giảng nhanh quá em không dám đi uống nước luôn ạ. À? <laughs> Nào tiếp tục này dựa vào các thông tin dưới đây để trả lời các câu từ câu 81 đến câu 82. Cho tam giác BC có độ dài các cạnh là AB, BC, CA biết rồi, một cái là 5, một cái là 6, một cái là 7. Câu 81, giá trị của vectơ AB nhân vectơ AC thì là gì? Đó. Thì ở đây các em có thể tính cái giá trị vectơ AB nhân vectơ AC là tích vô hướng hai vectơ đấy thông qua độ dài các cạnh. Thì các bạn đừng dùng cốt, dùng định lý cốt trong tam giác cũng được, nhưng mà các bạn thấy là như này này. Đấy nhá, câu 81 này. Được chưa? Ok thì các em có thể làm như sau. Các em thấy là như này. BC bình phương. Đây là một cái tổng quát luôn nhé Để lần sau các em học thì các em cứ thế mà làm. Thì bằng vector BC bình phương. Bằng vector AC trừ vector AB. Bình phương. Thì bằng AC bình cộng với AB bình. Trừ đi 2 lần vector AB nhé vector AC. Từ đó ta suy ra được cái bổ đề này. Vector AB nhân vector AC thì bằng gì? Bằng bằng cái gì? Các em chuyển vế đổi dấu thôi. Đó, 1 phần 2 nhân với AB bình cộng với AC bình trừ đi BC bình. Và tất nhiên chúng ta sẽ có được 1 phần 2 nhân gì đây? AB bình là 5 bình này. Cái này là đúng với mọi tam giác ABC nhé các em nhé. 5 bình này cộng với 7 bình trừ 6 bình nhé. Ok, các em tính ra bằng bao nhiêu này? 1 phần 2 nhân với 5 bình cộng 7 bình trừ 6 bình. Con số của game sẽ bằng 19 Cũng đẹp đấy chứ nhỉ Bằng 19 Được chưa các Em sẽ ra là 19 nhé em nhé 19 Rồi ok Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với Thực ra nhé Các em lưu ý này Thầy phải lưu ý thêm Lưu ý cách khác Là các em có thể làm như sau Cách khác thì thầy thấy là nhiều bạn sẽ làm như này Với ta AB với ta AC Thì các em lấy luôn độ dài AB nhân độ dài AC nhân cốt của góc BAC thì bằng độ dài AB nhân độ dài AC nhân với định lý cốt trong tam giác được chưa? thì bằng AB bình cộng AC bình trừ BC bình trên hai lần AB nhân AC thì cũng thế thôi thì cũng được nó như nhau cả thì tùy các em nhé các bạn lựa chọn con đường nào nó hợp lý thì làm câu số 82 độ dài đường cao kẻ từ A của tam giác BC là gì? thì độ dài đường cao kẻ từ A của tam giác BC các bạn quan sát này để toán ra ABC này tam giác ABC thì câu hỏi bài toán là độ dài đường cao kể từ A gọi là AH đi thì thầy hay có thói quen là tính AH thì thông qua diện tích chia cho chia cho độ dài cạnh khi mà các em biết độ dài ba cạnh rồi thì các em tính diện tích tam giác ABC thì các em tốt nhất là các em tính diện tích tam giác ABC theo công thức Heron đông để cho bằng căn của P nhân P trừ A nhân P trừ B nhân P trừ C để công thức hệ đông nhá trong đó thì P bằng gì P nó là 5 cộng 6 cộng 7 chia chia 2 Nó là nửa chu vi nhé các em nhé Thì 5 cộng 6 cộng 7 là 18 Chia 2 bằng 9 Như vậy S của chúng ta sẽ bằng căn bậc 2 của 9 Nhân với 9 trừ 5 9 trừ 6 9 trừ 7 Được chưa Thì các em lại tiếp tục các em dùng Casio ra Các em bấm căn bằng 2 của 9 nhân với 9 gì 9 trừ 5 Được chưa Con số này bằng 6 căn 6 từ đó anh em sẽ ra được cái độ dài đường cao thôi. AH của chúng ta sẽ bằng 2 lần diện tích tam giác ABC chia độ dài BC bằng 12 căn 6 này. Độ dài BC bằng mấy nhỉ? Độ dài BC bằng 6 à? 12 căn 6 chia 6 là bằng 2 căn 6. Như vậy đáp án của chúng ta sẽ là gì? AH của chúng ta sẽ bằng bao nhiêu? AH bằng 2 căn 6. HA bằng 2 căn 6 đúng rồi. Các em chọn đáp án là đáp án A. Ở bên trên là các em chọn đáp án A luôn à? Ồ, để toàn A đấy nhỉ. Rồi, A à, nhá. em chọn hai đáp đáp án A nhá. Ok. Thì thầy nghĩ là câu này cũng là câu khá là đơn giản thì mình bỏ mình chữa tiếp câu tiếp theo luôn nhé Rồi, đây là câu 8384. Tiếp tục đi, 85 86 87. Bạn nào thắc mắc gì không? Bạn nào thắc mắc gì không lớp nhá. Rồi, Nào, tiếp theo là câu số nghe này. Ờ, câu số 858687 chú ý này. 858687 này. <laughs> không phải cạnh Huyền có phải tán vuông mà cạnh Huyền bạn Phóc Nguyễn ơi nhá. Nào. Câu số 858687, dựa vào thông tin sau đây các em sẽ trả lời câu 858687. Cho hành chóp tứ giác đều SABCD có cạnh đáy thì bằng 2a, khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và CD thì bằng 4 bằng a căn 3. Các em có được một hình chóp tứ giác SABCD nhá. Các bạn quan sát này. Hình chóp tứ giác SABCD. Nào các bạn chú ý nhá, hình chóp có cạnh đáy bằng 2a và khoảng cách giữa SA và CD thì bằng Đó. Đây, lớp mình chú ý này. Rồi, đây là tứ giác S A B C D. Các em đọc kỹ đề nhá. Cạnh đấy, đây là hình chóp tứ giác đều nhá. Đọc kỹ đề bài thì đây là tứ giác đều này, được chưa? Các em có được cái cạnh đáy thì bằng 2A, được chưa? Cạnh đáy bằng 2A. Mình giả sử độ dài này là 2 đi. Đó, chuẩn hóa A1 cho nó dễ làm nhá. Chuẩn hóa A1 cho nó dễ làm thì đây là 2. Cạnh đáy bằng 2A. Thì đương nhiên hình chóp tứ giác đều thì đáy là hình vuông. Đó mình nhá. Và khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và CD bằng A căn 3. Thì các em thấy ngay cái khoảng cách đấy là gì? Gọi O là tâm của đáy Mình lấy, lấy O luôn đi O là tâm của đáy Được chưa? Thì các bạn có được như sau Khoảng cách từ O đến mặt phẳng SAB Thì bằng bao nhiêu? Đấy Thì các bạn thấy ngay được cái đề bài cho các em thông tin là khoảng cách CD này Và gì? Và SA Thì bằng A căn 3 Tức là bằng căn 3 nhá Chuẩn A là 1 thì bằng căn 3 Thì Các em thấy CD song song với cả AB được chưa? Nên bản chất của các em ấy là các em ra được khoảng cách giữa CD và mặt phẳng SAB thì bằng căn 3, tức là các em sẽ có được khoảng cách giữa CD và SA ấy thì nó là khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng SA SAB, tại vì là CD song song mặt phẳng SAB. Thì khoảng đề C thì các em có thể dùng đến tan S thì bằng hai lần khoảng từ O, tại vì CAO cắt cái mặt phẳng SAB tại điểm A. Thì cái này nó chính là hai lần khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng SA SAB, đúng không cả lớp nhá? Hai lần khoảng từ O mặt phẳng SAB. Và đề bài cho khoảng cách này thì bằng a căn 3. Được chưa? Bằng căn 3. Thì ngay lập tức các em sẽ suy ra được cái khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng B Các em xác định được bằng bao nhiêu? Bằng căn 3 trên 2. Căn 3 trên 2. Tất nhiên em phải nhân thêm a nữa nhé Các em nhân thêm a nữa. Thôi cứ nhân thêm a cho nó an toàn. Để để chưa? Căn 3 trên 2 a thì các em chọn phương án là phương án B. Câu 86 này. Đây câu 85 này. Câu 86. Chúng ta có bài toán như sau, thể tích khối chóp SABCD bằng bao nhiêu? Rồi các bạn thấy này như này. Cái khoảng cách từ điểm O cho đến mặt phẳng SAB bằng a căn 3. Mà tứ diện OSAB là tứ diện vuông, các bạn nhìn không? Đó, tứ diện này. Tứ diện OSAB là tứ diện vuông. Vuông tại đâu cả lớp? Vuông tại O. Tại vì có các góc ở đỉnh O vuông. Các em nhìn này, OA vuông vào O OB và vuông góc cả OS, ba cái đấy đôi một vuông vào nhau. Thì khi mà các em có một cái tứ diện vuông nhé khi mà các em có một tứ diện vuông như này được chưa cụ thể là mình xét cái tứ diện này là tứ diện vuông đi và nếu như các em có một tứ diện vuông thì các em sẽ có điều gì xảy ra rồi các bạn quan sát này đây là tứ diện vuông nhé đó đây là o này a b s tứ diện này vuông thì mình có một cái bổ đề như này đó là một chia cho khoảng cách từ điểm o đến mặt phẳng sab tất nhiên là các em có thể làm làm cách kẻ ở đường cao cũng được nhưng mà thầy muốn áp dụng luôn cái tính chất tứ diện vuông này cho nhanh Được chưa Thì từ đây ta suy ra 1 chia gì À cái này là 3 phần 4 Bằng 1 chia cho OA bằng mấy OA bằng căn 2 OB bằng căn 2 Là AB bằng 2 mà ABC thì hình vuông Đúng ở lớp nhá Ở cạnh bằng 2 thì OA bằng OB 1 trên 2 cộng 1 trên 2 Cộng 1 chia cho SO bình phương Từ đó ta suy ra là SO của chúng ta bằng mấy Cái này thì nhậm là 4 phần 3 Trừ 1 thì còn 1 phần 3 1 phần 3 nhưng mà SO bằng căn 3 Wow cũng đẹp đấy chứ Tất nhiên là em phải nhân thêm A nhé Tất nhiên ở đây là các em nhớ là phải nhân thêm A nhé Vậy thì cái thể tích của khối chóp S A B C D Nó là 1 phần 3 nhân với căn 3A Nhân diện tích ABCD của chúng ta sẽ là 2A nhân 2A Thì cái này là 4 căn 3 chia cho 3A mũ 3 Đáp án của thầy chọn nó là sẽ là gì đây 4 căn 3 trên 3A mũ 3 Các em chọn là thầy phương án là án C Xong Thế thôi nhá Chọn C Được chưa và câu 87 góc giữa hai đường thẳng SA và CD sấp xỉ thì bằng à, sấp xỉ à? Thực ra là cái góc giữa SA và CD ấy, thì các em để ý nó nó chính là góc giữa SA và AB. Đối với câu số 87 ấy, đầu tiên là mình phải biết được cái góc giữa SA và CD góc nào đã thì các em có thể kết hợp ở đây. Nó là góc giữa SA và CD nhá. Rồi, góc giữa SA và CD. Nó chính là góc giữa SA và, A và A. AB Đương nhiên nó là SAB Tại vì tam giác SAB là nó cân Nhá Thì góc SAB các em tính bằng cách nào Các em nhìn vào tam giác SAB thôi Đó tam giác S này A này B Các em có AB bằng 2 Các em có AB bằng 2 Các em có SA mà SB bằng ấy căn a bình bằng căn của so bình của a bình. Đúng không? Pytago này. SO này bằng mấy? Nó bằng 3a bình phương cộng 2 là 5a bình phương bằng căn 5a. Đúng nhỉ? Thôi viết là căn 5 đi nhá. Có viết a ra cũng được nhưng mà thực ra không cần. Đó tí nữa mình góc mà, là căn 5a. Như vậy cái này bằng căn 5 này, cái này căn 5 này. Thì để bài yêu cầu các em tính góc SAB à? Các em dùng định lý cốt cũng được, Nhưng ta mất cân thì làm này nhanh hơn. Thì đây là một này. Thì Pythagore này là 4 này, đúng không? À đâu, căn 4 là 2. Được chưa? Như vậy tan của góc alpha, tan góc cần tìm ấy. Tan góc SAB ấy thì nó SH chia cho HA thì bằng 2 ta a alpha nó bằng gì? Sắp xỉ bao nhiêu? Tôi thầy ấn Các bạn nhớ là đề bài này là tính theo radian hay tính nó độ độ á, độ thì các em phải đổi sang độ nhá. Đơn vị góc các em để độ cho thầy. Đấy các em ấn nút này này, shift tăng chỉ một này. Của cái này là hai đúng không? Nó nó tầm đâu đó là 63 độ 26 phút. Muốn đổi sang phút thì các em lại ấn thêm cái ấn thêm cái này này. Đấy, 63 độ 26 phút lớp nhá Đấy đáp án đấy nhá. Ok Anva nó sắp xỉ là 63 độ 26 phút Đó 63 độ 26 phút Các em chọn D Được chưa D nhá Chọn D Nếu mình chọn D cho thầy nhá Bài toán tới đây đã được giải quyết Với phần lựa chọn phần D Thầy đánh giá bài này cũng bài dễ mà Bài này cũng là bài dễ Rồi mình còn hai câu nữa Mình có đúng hai câu nữa 83, 84 chưa sửa mà thầy À ừ nhờ Trời ơi 83, 84 chưa sửa Sao thầy lại nhanh thế nhờ Thầy không để ý đấy Thầy 83, 84 nhá Sau đây cả lớp 83, 84 chưa sửa 83, 84 chưa, chưa sửa Ok Thầy sống chậm thôi <laughs> Ừ nhưng mà 83, chưa sửa Thế Thầy giảng lại câu 85 á Khoảng cách từ O Mà phải s b á Thì kiến thức 11 mà em Sẽ có một bạn là Trịnh Trần Phương Tuấn Vào đây là sao Ok chưa Thầy chưa sửa câu 8384 84 đúng không Thôi rồi 8384 nhá Thầy quên đấy vứt nhanh quá mỗi quá nhá nào nghe này thầy nhắc lại một lần nữa là bạn nào mà chưa thả tim thả thêm một cái tim nhá bạn nào mà chưa follow thì các em bấm vào nút follow để các em nhận được thông báo và các em nhận được thêm tài liệu nhá và đồng thời là bạn nào mà uh, đăng ký khoa học thì các em có thể nhắn tin trực tiếp cho pet được chưa rồi 8384 đúng không? 8384 Chúng ta sẽ có câu 8384 như nào? Cũng nâu vết nhỉ? Tưởng chữa nhanh dựa vào thông tin dưới đây để trả lời câu 83 và 84 chúng ta đến với hai câu 83 và 84 trong mặt phẳng OI cho tam giác ABC có phương trình đường cao AD đường cao BE tóm lại là hai cái đường cao các em có rồi được chưa rồi các em có hai đường cao rồi đó hai đường cao các em có rồi đường cao AD ABC này các em có đường cao AD các em có rồi AD có phương trình rồi với đường cao BE các em có phương trình rồi <laughs> Tóm lại hai đường cao này các em có rồi này, AD được rồi này. BE biết rồi này. Và đề bài còn cho thông tin là phương trình cạnh AB vào. Wow. Như này thì biết hết mọi thứ rồi. Ờ, các em nhìn về sự tương giao là kem em đã đủ để kem em có thể tìm được A rồi. Các em thấy ngay được đối với câu 83 nhé. Câu 83 các em thấy ngay được là A nó chính là giao điểm của AB và AD. Được chưa? Nên kem em thấy là nghiệm của tọa độ A nó thỏa mãn cái hệ AB thì nó là x trừ y bằng 2. Còn AD của chúng ta đó là x trừ đi 3y bằng 6. Và những gì còn lại thì các em nên để Casio giải quyết. Cụ thể là các bạn sẽ mang một cái máy tính ra. Ở đây thì dùng máy tính Casio X580 VNX. Thì ấn menu 1, 2. 1 bằng 1 bằng 2 bằng. Được chưa? 1 bằng 3 bằng gì đây? 6 à? Dương 6 hay sao nhỉ? Dương 6 đúng không? Thì nó bằng gì? X bằng 0, y bằng 2. Thì các em sẽ có được x bằng 0. Y của chúng ta bằng mấy? Y bằng 2. Đúng không? Như vậy thì cái điểm A của chúng ta sẽ có hoành độ là 0, tung độ là âm 2. Thế nên tung độ của điểm A thì là âm 2, các em chọn B. Đó câu 84. Câu 84 phương trình đường cao kẻ từ C là gì? Thì các em thấy phương trình đường cao kể từ C thì ba đường cao trong một tam giác nó sẽ cắt nhau tại cùng một điểm. Nên đường cao kẻ từ C ấy sẽ là đường thẳng đi qua H là trực tâm của tam giác và vuông góc với AB, đúng không? đường cao kẻ từ C đi qua điểm H nó là giao điểm của AD và BE. Đó, thì nó là nghiệm của hệ. AD các em có rồi, đó là x trừ đi 3y thì bằng 6. Trong khi đó BE thì nó là 3x trừ y bằng 10. Và các em tìm nghiệm của phương trình này ra nhá. Ok. xong oh, rồi được rồi. Rồi, x trừ 3y đúng không? Bằng 6. Và 3x trừ y bằng 10. Đúng nhỉ? Rồi các em ra được x bằng 3 Vậy y bằng y bằng âm một vậy nên các em sẽ có điểm h là gì h có tốc độ là 3 trừ một đúng ý không và có vector pháp tuyến vector pháp tuyến đó là vector uh, n của chúng ta sẽ là vector chỉ phương của đường thẳng ab nó là vector chỉ phương của đường ab và đây là phương trình đường là ab vector pháp tuyến của ab là một âm một là vector pháp tuyến thì vector chỉ phương các em đảo vị trí âm một một nhưng các em đổi dấu một cái là một âm một nhá đó nó bằng 1 1 1 Đó các em giải phép thôi Pháp tuyển Rồi thì ngay lập tức em sẽ có phương trình là gì Phương trình là gì Đó là đi qua điểm H Và có vector pháp tuyến đây rồi Thì các em có 1 nhân với x 3 Cộng 1 nhân với y cộng 1 Bằng 0 Thì các em ngay lập tức các em có phương trình là x Cộng với y 2 bằng 0 Đúng không Thì các em ra phương trình là x y 2 bằng -0. 0 Thì x cộng y 2 bằng 0 các em chọn C Được chưa Nhá rồi Được chưa X cộng Y trừ 2 bằng 0 nhá. Thì các em chọn C rồi nhá. Thì nhìn chung là nó cũng khá là đơn giản Đúng ở lớp nhá. Sao suy ra được cái vector pháp tuyến Thì các em nghe này Khi mà các em có đường thẳng D Có phương trình là AX cộng BI cộng C bằng 0 nhá. Thì nói lại một lần nữa thì cái vector pháp tuyến của đường thẳng D có phương có có tọa độ là AB. Còn vector chỉ phương ấy thì vector chỉ phương như vector pháp tuyến bằng âm 1 nên các bạn nghe là với vectơ chỉ phương em đảo vị trí b a nhưng em phải lấy một dấu âm để nhân vào nhau cộng lại âm một tích hướng mà một em có thể lấy âm đây hoặc lấy âm bên này cũng được nhá được chưa thì em ghi vào nếu mà không biết thì ghi vào Đó. nào mình còn hai câu cuối cùng là à, câu ba câu cuối cùng tám tám năm chín chín mươi sau đó thầy sẽ phân tích và thầy sẽ thầy sẽ nói về cái vấn đề học của các em một chút ba câu cuối tám chín chín mươi cả lớp nghe này dựa vào các thông tin dưới đây để trả lời các câu từ câu tám mươi tám đến câu chín mươi trong không gian hệ tọa độ giz cho điểm a có tọa độ hai hai trừ ba và hai mặt phẳng mặt phẳng p mặt phẳng q em biết phương trình rồi câu tám tám khoảng cách từ điểm a đến mặt phẳng p là gì nào câu tám tám đây là công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng thôi khoảng cách từ điểm a đến mặt phẳng p đúng không cả lớp nhá thì nó bằng gì đây nào nó bằng cái gì đây? Chị tuyệt đối của đây là 2 x 2 cộng với 2 trừ đi 2 nhân z là âm 3, đúng không? Được chưa? Trên căn bậc 2 của 2 bình cộng 1 bình cộng với âm 2 bình phương. Đấy thầy cứ viết từ từ ra cho các em dễ hiểu nhé. Đây là 4 cộng 2 là 6 đây. 6 cộng 6 cộng 6 là 12 chia cho 3 thì cái này bằng 4 xong luôn nhá. Vậy khoảng cách từ điểm A nó bằng P thì bằng mấy? Bằng 4. Các em chọn phương án B. Được chưa? Các bạn nghe tiếp này. Câu 89 này, Câu 89 thầy cho nó bài toán như sau. Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với cả P và Q. Rồi, thì cái mặt phẳng đấy nó sẽ có vectơ pháp tuyến của mặt phẳng đấy, nó sẽ vuông góc với vectơ pháp tuyến của mặt phẳng P, tại vì nó vuông góc với vectơ P. Các em nhớ này, cái mặt phẳng ấy mà vuông góc với mặt phẳng này thì cái vectơ pháp tuyến của mặt phẳng này và hai vectơ pháp tuyến nó vuông góc với nhau. Được chưa? Thì cái vectơ pháp tuyến này vuông góc với vectơ pháp tuyến của mặt phẳng P và vectơ pháp tuyến này vuông góc với vectơ pháp tuyến của mặt phẳng Q. Nên cái vectơ pháp tuyến của chúng ta ấy sẽ là tích có hướng của LP và LQ. Và bây giờ các em tính tích có hướng của hai vector ra Ngay tức các em tính luôn tích có hướng của hai vector Được chưa Các em ấn cho thầy menu 513 Được chưa Đầu tiên là vector pháp tuyến mặt phẳng P Là 2, 1, âm 2 Sau đó các em ấn option 123. Để các em tính vector pháp tuyến vào mặt Q Nó là 2, âm 1, 1 Xong các em lấy tích có hướng hai vector Được chưa Thì nó là âm 1, âm 6, âm 4 Thì nó sẽ cùng phương vector gì đấy 164 được chưa? Ok, thì nó sẽ cùng phương với tờ 1 6, 4. Ngoài ra thì mặt phẳng này đi qua điểm A. Đi qua điểm A có tốc độ 22 chứ 3. Nên cái phương trình mặt phẳng là gì? Phương trình mặt phẳng là gì? Phương trình mặt, mặt phẳng đó là gì? 1 x, x 2. Cộng với 6 nhân với y chữ 2. Cộng với 4 nhân z cộng 3. Thì bằng 0. Đấy thì các em có thể làm rất là nhanh. Nha, thầy trình bày cẩn thận nên, nên nó sẽ hơi lâu một tí. Chứ thực ra thì các em làm ngoáy một tí là xong mà. Nó là x cộng với 6y Được chưa? Cộng với 4z Thậm chí các em không cần viết như thầy Tại sao thầy phải viết từng tí, từng tí, từng tí một như này Tại vì bạn nào yếu, ở đây có rất nhiều bạn Hôm nay có rất đông bạn xem Thầy tính đến thời điểm hiện tại là gần 11 giờ đêm Vẫn có tầm 1.500 bạn đang xem trực tiếp Vì thế nên thầy phải cố gắng để thầy viết làm sao cho đó nó rõ ràng để bạn nào đương nhiên các em sẽ có rất nhiều bạn làm được rồi nhưng sẽ có rất nhiều bạn cần biết là tại sao lại như vậy thì các em biết được cái con đường cụ thể nghe 12 cộng 12 Ô, bằng không luôn này nghe 2 bằng không thì đáp án là x cộng 6y 4z Trừ 2 0. Nếu các bạn đừng nghĩ là thầy chữa kỹ này là bài này khó, không phải đâu. Bài này thậm chí trong phòng thi nhá, các bạn cần Casio ấn 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 nháy nháy tí là xong, cái em khoanh đáp án. Đấy là cái tốc độ trong phòng thi có một số bạn sẽ làm được như vậy. Nhưng các bạn phải thông cảm cho thầy là thầy chữa là sẽ có số lượng bạn xem cũng nhiều ấy, nên sẽ có những bạn học nhanh nhưng sẽ có những bạn học chậm, nên cứ bình tĩnh nhá. Là câu 90 gọi D là đường thẳng đi qua A và song song với cả D, P và Q. Thì các em thấy đường thẳng D song song với P Được chưa D đi qua A song song với P Thì cái vector chỉ phương của D Và vector pháp tuyến của P Nó vuông góc với nhau Thì ta có được như sau Thứ nhất UD nó phải vuông góc với L NP Và thứ hai là UD nó vuông góc với cả L NQ Được chưa Ok nhá Thế nên ta sẽ có ngay được cái UD của chúng ta Các em có thể lấy là tích có hướng của L NP và LQ À, LP, LQ các em có trên đây rồi nó sẽ cùng phương với vectơ là gì 1 6 4 ngoài ra D còn đi qua điểm A nữa mà D đi qua vậy em viết dạng tham số đi nhá yeah. x trừ mấy à, x chữ 2 trên 1 bằng y chữ 2 trên 6 bằng Z cộng 3 chia chia 4 hết chưa Rồi Vậy thì điểm nào sau đây thuộc đường thẳng D thì này các em chỉ cần quan sát vào 4 phương lựa chọn. Các em quan sát xem là cái điểm nào thuộc đường thẳng D. 381 đúng không? x 3, y bằng 8, z bằng 1 đúng rồi. Điểm 381. Các em chỉ cần thử bốn phương lựa chọn để các em thấy điểm nào thuộc đường thẳng D thì các em chọn thôi nhá. Thì các em chọn luôn là 381 là thuộc đường thẳng D. Như vậy là các em sẽ có được cái câu uh, 90 là các em chọn như vậy. Ok nhé. Thầy ơi quá chớn rồi chậm lại đi thầy Cái từ quá chớn này thầy nghe nó hơi giống với cái câu gì mà có cái fan gì nói rách ấy Quá chớn rồi đó đúng không? Cái từ này comment thầy cũng hơi, hơi lạ Tại vì bình thường thầy ở ngoài ở ngoài Bắc thì ít khi dùng từ quá chớn lắm Ít khi dùng từ quá chớn Quá chớn rồi thì chậm lại đi thầy Ok dù sao cũng chữa hết rồi nên thầy không có cơ hội để chậm nữa rồi Thôi để buổi sau nhá Nào Được chưa? Các bạn hiểu bài không? Hát đi thầy ơi Ok Nào tất cả các bạn bây giờ có muốn thầy hát không? Hay là như nào? Quá chớn rồi đó đúng không? À, em cảm giác để Hồ Chí Minh dễ hơn một chút so với hát ra đương nhiên À quên mất Phân tích đề Phân tích đề Đã Định hướng học tập Thì như này <laughs> Như này thì như vậy là thầy vừa chữa xong thì các em có thể thấy là cái đề mẫu của đánh giá lực đại quốc gia thành phố hồ chí minh chúng ta không xét đến phần 1, phần 3, chúng ta chỉ xét phần 2 là phần toán học chúng ta có 30 câu và các em nhớ là thời gian làm bài của cả cái đề thi này có 150 phút 30 câu này mà tất cả là các em sẽ ờ uh, các em sẽ có 120 câu cơ mà 30 câu tức là nếu mà tính về số lượng câu thì các em chỉ chiếm số lượng câu chỉ chiếm 1 phần tư đề thôi đó và thầy nghĩ là với cái thời gian như thế nên 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 trường cũng không 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 cho những câu quá khó mà để đa số tất cả là đều cho ở câu mức độ dễ để làm sao cho kem đủ thời gian để các em làm, để đủ thời gian để làm. Thì các em có thể đánh giá là cái đề này không hề khó, tuy nhiên kiến thức nó khá là rộng. Nó không phải là chủ yếu tập trung vào lớp 12 là đương nhiên rồi, nhưng mà kiến thức nó rất là rộng, thậm chí nó có cả kiến thức lớp 10. Đó, nên kem học thì kem chỉ cần học không cần phải học quá khó, không phải học quá lưng cao. Tuy nhiên là kem phải học rộng kiến thức rộng Các em thấy, thấy là ví dụ câu 61 là thuộc cái chủ đề về tập hợp này Câu 62 Nogarit này, phép tính Nogarit Câu 63 là giới hạn hàm số này Câu 64 là đạo hàm này, các em thấy kiến thức rất rộng Đến câu 65 mới là cái câu mà có kiến thức lớp 12 Nhưng mà mặc dù như vậy cũng là câu rất là dễ 66 tiệm cận này Câu 67 là kiến thức lớp 12 và vẫn có tham số nha các em nhá. Nó khác với đề trộm phổ thông Đề để trộm thông thì vẫn có thể có cho tham số Thế nhưng mà thấy nghĩ là sẽ hạn chế Và sẽ tập trung vào toán thực tế nhiều Còn đề này thì Uh, vẫn bám vào các kiến thức mà mình đã học ừ, và cái câu cấp số cộng này cũng là một cái câu mà của lớp 11 các bạn thấy không và có rất nhiều câu hỏi trùng có dạng hỏi trùng kiểu này câu này là quy hoạch tuyến tính này đó rồi là câu này cũng là phương trình mũ logarit các em thấy lớp 11 khá là nhiều đặc biệt là xuất hiện là phần mũ logarit nếu mà chọn một câu khó nhất trong đề này chắc là thầy sẽ chọn câu 77 bảy dạ, câu nó rất là, là câu khó nhất Mặc dù câu này cũng không phải khó lắm Nhưng mà dù sao đây cũng không có cách chọn nào tốt hơn các em để ý kể ở câu 7, 8, 7, 9, 80 là ba câu xác suất này thì cũng nằm ở trong cái phần kiến thức lớp 11, lớp 10, lớp 11. Thầy nghĩ là nếu mà đề thi thật thì người ta sẽ cho kiến thức lớp 10, 12 là xác có điều kiện thôi nhé. Được chưa? Đó, thì cũng không khó đấy. Này, các em để ý này. đời là kiến thức về tích vô hướng vai vector, độ dài đường cao kể từ A, kiến thức lớp 10, về hệ thức lượng luôn. Ấy. Rồi, những cái kiến thức về lớp 11 liên quan đến quan hệ vuông góc, quan hệ song song. Rồi, các kiến thức của lớp 10 liên quan đến cái phương trình đường thẳng. À, các kiến thức của OXYZ lớp 12 Nên các em thấy cái cấu trúc ma trận đề nó rất là rộng Rất là rộng Và thấy nghĩ là đề thi nó sẽ không có những câu nào mà biến đổi quá là lòng hoàng Nên qua quan trọng là các em phải xử lý bài toán làm sao thật là tốc độ Các em học ma trận đề rộng hơn Các em có thể học cả lớp 10, lớp 11 Ma trận đề sẽ rộng hơn Và các em ôn làm sao cho kem um, ôn rộng hơn nhưng mà kem không phải học những cái câu nó quá là kinh khủng biến đổi quá nhiều tại vì như vậy thì sẽ không có đủ thời gian để làm thì đề này thì thấy là gia đề như thế này nó hợp lý hơn so với việc là gia đề của HSA HSA thì đề thi nó rất là hay ờ, có rất nhiều câu khó tuy nhiên nếu mà để mà kịp thời gian làm 75 phút 50 câu của đề Hda thì nó khó nhiều so với kịp thời gian để làm 30 câu của đề thi này đề thi này rõ ràng làm 30 câu này thì cái tốc độ rất là nhanh đặc biệt bạn nào học tốt rồi làm ngoài ngoái là xong hầu như chỉ có đặt bút là khoanh đặt bút là khoanh thì rất là nhanh nhưng đề năm 50 câu 70 phút thì bạn nào làm được như vậy thì quá giỏi kể cả đề mẫu và theo kinh nghiệm ở đấy thấy cái đề tham khảo và cái đề mẫu ấy, thường thường nó sẽ nhẹ nhàng hơn so với đề chính thức thế nghĩa là đề chính thức thì khả năng là sẽ cho khó hơn đó nhưng dù sao đây cũng là cái một cái quy chiếu để chúng ta có thể biết được là à cái cấu trúc của đề thi thật nó sẽ như thế nào và từ đó thì em cái định hướng học tập đúng đắn Nhắc em nhá đó. đề HDA rất là hay nhưng mà thời gian là ngắn nên cái chiến lược làm đề HDA nó khác với chiến lược làm đề này như đề ấy thì thầy sẽ khuyên học sinh là như này Đối với đề h thì bình thường các em sẽ không có đủ thời gian để các em làm hết 75 phút trong 50 câu đâu. Đặc biệt là các đề thi um, thử thì càng khó, đề thi thử cho đề khó. Và đề thi um, đề thi uh, chính thức thì cũng có rất nhiều đề khó nên khả năng cao là các em sẽ không củ đủ 75 phút các em không đủ để làm 50 câu. Thế nên các bạn nên lựa chọn là các em làm theo một cái chiến lược đó là các em cứ cách ra một đoạn thì các em làm, cách ra một đoạn các em chọn những câu dễ nhất trong đấy hoặc những câu mình có thế mạnh mình làm. Sau đó những câu khó mình để cuối. Và nếu mà không kịp thì mình lướt qua mình khoanh bừa đấy đấy là HSA bình thường thì để ý là HSA thì sẽ có những câu khó nhất để ý. là thường thường là học sinh còn thậm chí là không kịp đọc cơ không có cơ hội làm không kịp đọc cơ để HSA thế mà năm mươi câu nhưng mà những cái câu kiểu cho điểm nó cũng không nhiều lắm nhá những đề đề này thì cái cơ hội để các em làm được là các em phải làm tốc độ và làm nhanh và làm chính xác và ma trận đề là khá là rộng được chưa nhá OK Ờ, thầy vừa chữa xong cho các em cái đề thi mẫu thì và thầy hy vọng là những cái gì mà thầy vừa truyền đạt sẽ giúp cho các em định hình được cái phong cách học tập sắp tới đồng thời là các bạn cũng cũng có cái sự chuẩn bị tốt nhất trong cái kỳ thi đánh giá được của Đảng quốc gia thành phố hồ chí minh thầy chúc cho tất cả các em có một cái buổi tối học tập thật là hiệu quả và thầy chúc các em ngủ ngon bây giờ cũng là gần 11 giờ đêm rồi thầy chào các em và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong buổi học sau xin chào